Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu một chút về kênh của mình dành cho những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh. Thì các bạn có thể vào danh sách phát để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Bộ nào chưa full thì mình để tình trạng là đang ra. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký hoặc là ấn vào chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh. Các bạn cũng đừng quên để lại comment để chúng ta cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 2 của bộ truyện Cưng chiều cô vợ nhỏ trời ban. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Lão Thái Thái: Con và Sơ Nguyệt đang ở đâu thế? Tiêu Thế Tu nói dối: Con đang cùng cô ấy đi dạo phố, một lát nữa chúng con sẽ đi ăn cùng với nhau. Lão Thái Thái thấy hai người hòa thuận như vậy thì cũng mừng. Chuyện ở Lâm gia bà cũng không tính toán gì. Chính là thấy Sơ Nguyệt vừa mất nên những chuyện đó bà sẽ bỏ qua, coi nó là quá khứ. Vậy được, nhưng con đừng quên bữa tiệc tối nay. Vâng. Không để bà nói gì thêm, anh chỉ trả lời lại một câu rồi cúp máy. Lão Thái Thái nghe tiếng tút dài ở đầu dây bên kia, bà thở dài một tiếng, nhìn ra bên ngoài ô cửa kính ô tô. Đã 2 năm rồi, không biết đến bao giờ mới kết thúc đây. Nghe điện thoại xong, vẻ mặt anh chuyển sang lạnh lùng vô cùng. Anh nhắm mắt lại tựa vào ghế, trong đầu vang vang lại những ký ức tưởng chừng như phủ bụi. 8 giờ tối, tại quán bar Lạc Nhật, xe taxi dừng lại cách đó một đoạn. Lâm Sơ Nguyệt trả tiền, cảm ơn bác tài rồi xuống xe. Cô hít sâu một hơi rồi bước vào, nhưng lại bị hai người bảo vệ đứng canh trước cửa chặn lại. Tôi đã đủ tuổi rồi. Lâm Sơ Nguyệt rút chứng minh thư của mình ra. Hai tên bảo vệ đó quan sát cô một lúc rồi mới gật đầu cho cô vào. Ở đây là quán bar, khung cảnh đặc trưng tất nhiên là âm nhạc đinh tai nhức óc cùng với mùi bia rượu. Đàn ông và đàn bà quấn quýt với nhau. Vì thế khi cô bước vào với bộ váy trắng thanh tao nhã nhặn, không hợp chút nào với khung cảnh nơi đây, lại vô tình thu hút không ít ánh mắt của đàn ông. Lâm Sơ Nguyệt bỏ qua những tiếng huýt sáo sỗ sàng đầy mời gọi đó, vẻ mặt cô lạnh tanh, trực tiếp đi tới phòng VIP 01. Đứng trước cánh cửa đó, Lâm Sơ Nguyệt không chần chừ mà gõ cửa. Vài giây sau cánh cửa đã được mở ra. Lập tức ánh mắt của mọi người trong căn phòng đều đánh giá cô từ đầu đến chân, nhất là Mạc Bắc. Đôi mắt của anh ta nhìn cô đầy chăm chú, ngập tràn nhu tình. Lâm Phỉ Thúy ngồi cạnh anh ta, nín nhịn. Cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Lâu lắm hai chị em mới có dịp gặp lại nhau, nên hôm nay tôi mời chị của tôi đến chung vui cùng với chúng ta. Hiện tại chị ấy đã là thiếu phu nhân của Tiêu gia danh tiếng, vậy mà không ngần ngại tới đây. Chị à, sự có mặt của chị hôm nay ở đây, Phỉ Thúy rất vui. Cô ta đứng dậy, vô tư khoác tay Lâm Sơ Nguyệt đầy thân mật. Mọi người trong phòng, đặc biệt là đám đàn ông, rất hứng thú. Tiêu gia? Chẳng lẽ là thiếu gia Tiêu Thế Tu tàn tật xấu xí sao? Ôi trời, mỹ nữ xinh đẹp như này mà lại phải gả cho một người như anh ta sao? Nói rồi mấy người còn lại cùng cười lớn như đang chế nhạo cô. Lông mày Lâm Sơ Nguyệt cau nhẹ. Mấy người bọn họ đánh giá người khác như vậy, nghĩ là hay lắm sao? Ít nhất Tiêu Thế Tu còn hơn mấy tên công tử bột này rất nhiều. Lâm Phỉ Thúy kéo cô vào trong phòng. Cô ta đưa cho cô một chai rượu rồi nói: Chị à, không phải là trước đây chị từng làm việc này rồi sao? Tiếp rượu ở quán bar ấy. Bây giờ chị rót cho mỗi người một ly đi. Xung quanh ồ lên từng tiếng, có người còn cười đáp: Như thế thì không hay lắm đâu. Lâm Phỉ Thúy cố tình nói như thế để sỉ nhục cô trước mặt Mạc Bắc. Cô ta trước mặt thì thân thiết, nhưng sau lưng lại ngầm uy hiếp cô. Nếu như chị không chịu rót rượu thì cứ chở những tấm ảnh chị từng làm gái tiếp rượu ở quán bar đến tay của Tiêu Thế Tu đi. Lâm Sơ Nguyệt siết chặt bàn tay, còn Lâm Phỉ Thúy rất đắc ý, quay về ngồi bên cạnh Mạc Bắc, dương dương tự đắc nói: Chị à, nhanh lên đi, đừng để làm lỡ giờ cuộc vui của mọi người. Cô cắn răng rót rượu vào từng ly. Lúc đến trước mặt của Mạc Bắc, anh ta bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, thành âm trầm khàn gọi: Sơ Nguyệt. Lâm Phỉ Thúy chưa từng nghe anh ta gọi cô một cách tình cảm như thế. Ngọn lửa đố kỵ trong lòng cô ta bùng lên. Trong khi đó ánh mắt của mấy tên đàn ông trong phòng đều dán lên thân hình của Lâm Sơ Nguyệt. Cô ta nhích môi, gằn giọng nói: Chị à, số rượu còn lại trong chai chị uống hết đi,
Coi như là em chúc mừng chị bước chân được vào gia tộc giàu có như Tiêu gia. Lúc trước tửu lượng của chị cũng khá lắm mà. Nghe thấy cô ta nói cô biết uống rượu, xung quanh lập tức rộn rã, vỗ tay. Uống đi, uống đi. Mạc Bắc cũng muốn xem tửu lượng của cô đến đâu. Lâm Sương Nguyệt biết ngay là Lâm Phỉ Thúy muốn chơi đều mình đây mà. Cô đâu có biết uống rượu, chỉ cần uống một chút là đã nôn thốc nôn tháo rồi. Nếu như chị dám uống, tôi sẽ xóa hết ảnh cho chị. Lâm Phỉ Thúy ghé vào tai cô nói nhỏ. Cô nói lời thì phải giữ lời đấy. Lâm Sơ Nguyệt ngửa cổ uống cạn. Thứ chất lỏng đỏ rực đắng chát chảy xuống cổ họng cô, giống như là ngọn lửa thiêu cháy dạ dày. Số rượu còn lại trong chai ít nhất cũng phải còn 2/3. Khi cô uống được gần hết thì mọi âm thanh ồn ào cười nói xung quanh như biến mất. Tầm mắt của Lâm Sơ Nguyệt mờ dần, đầu óc thì choáng váng. Cạch. Lâm Sơ Nguyệt dốc ngược chai rượu đã cạn đáy. Lâm Phỉ Thúy thấy dáng vẻ cô đã ngà ngà say, bèn lên tiếng. Chị à, chị say quá rồi, để em dìu chị nhé. Dứt lời, một tên đàn ông đã đứng lên đỡ lấy Lâm Sơ Nguyệt. Hay là để tôi cho. Anh ta là thiếu gia của Khổng gia, Khổng Tề Văn, hám gái không ai là không biết, danh tiếng và gia thế không phải dạng vừa, vậy nên cũng không ai dám ngăn cản. Từ lúc Lâm Sơ Nguyệt bước vào, ánh mắt của anh ta đã hau háu nhìn cô đầy thèm thuồng. Thấy Mạc Bắc định đứng dậy, Lâm Phỉ Thúy đã giữ lấy cánh tay của anh ta, nói: Cũng được, dù sao đây cũng là quán bar thuộc phạm vi của Khổng gia, cứ để anh ta đưa chị ấy đi đi. Câu nói của Lâm Phỉ Thúy khác nào đồng tình với hành động của Khổng Tề Văn. Anh ta ngang nhiên ôm mỹ nhân vào trong lòng, thân hình mềm mại và mùi hương ngọt ngào của Lâm Sơ Nguyệt cũng đủ cho anh ta xao xuyến. Dục vọng trong người càng bùng lên mạnh mẽ, anh ta nhanh nhẹn ôm người đẹp rời đi. Địa vị của Tiêu gia ở thành phố A này là số 1, nhưng Tiêu thiếu gia lại chỉ là một tên què cụt xấu xí, vậy nên anh ta chẳng có gì phải sợ cả. Lâm Sơ Nguyệt lảo đảo tựa vào người Khổng Tề Văn, trên tay vẫn lủng lẳng vỏ chai rượu. Anh ta ôm cô vào một căn phòng, tầm mắt hữu ý lướt qua đôi gò bồng đào phập phồng căng tròn ấy, cổ họng âm thầm nuốt nước bọt một cái. Khổng Tề Văn đặt Lâm Sơ Nguyệt xuống ghế sofa, quay ra đóng cửa cẩn thận. Anh ta hí hai ý hưởng huýt sáo, lẩm bẩm trong miệng. Người đẹp ơi, anh đến đây. Anh ta xoay người lại, nhưng lại không hề thấy Lâm Sơ Nguyệt đâu. Người đâu mất rồi? Ở đây. Thanh âm yêu kiều vang lên từ phía sau lưng Khổng Tề Văn, còn kèm theo một thứ lạnh buốt chạm vào cổ anh ta. Choang, Lâm Sơ Nguyệt đập vỡ chai thủy tinh, kề sát vào cổ của Khổng Tề Văn, cất giọng lạnh lùng. Muốn ăn bà đây à? Không dễ như thế đâu. Khổng Tề Văn lúc này mới kịp phản ứng lại. Tuy rằng bị chai thủy tinh kề vào cổ, nhưng anh ta cũng là đàn ông, trong lòng vẫn chỉ nghĩ Lâm Sơ Nguyệt muốn chơi đùa một chút. Người đẹp à? Những thứ sắc nhọn đó không hợp với em đâu. Đừng dại dột nữa, ngoan ngoãn bỏ xuống đi. Khổng Tề Văn nhếch môi cười, Lâm Sơ Nguyệt cũng không vội vã. Cô chậm rãi cứa nhẹ vào cổ anh ta, máu đỏ vừa nhỏ xuống kèm theo cơn đau nhói. Anh ta lập tức kêu lên như lợn bị chọc tiết. Bây giờ thì có còn hợp nữa hay không? Anh ta không ngờ cô dám làm thế, một tay đưa lên nắm lấy cánh tay cô, nhưng Lâm Sơ Nguyệt còn nhanh hơn. Cô lật người ép anh ta vào tường, sau đó lại kề chai thủy tinh vỡ vào cổ anh ta. Tuy Khổng Thế Văn đúng là mạnh hơn, nhưng Lâm Sơ Nguyệt lại nhanh hơn. Anh ta trợn tròn mắt, nhìn cô đầy hứng thú. Thú vị lắm, người đẹp. Lâm Sơ Nguyệt nổi da gà với cách gọi đó của anh ta. Đôi môi hồng nhuận như rượu vang khẽ cong lên đầy thu hút. Khổng Tề Văn hoàn toàn nhìn chăm chú vào đó. Đúng lúc này Lâm Sơ Nguyệt lên gối một cái, nhắm trúng vào hạ bộ của anh ta mà đạp một phát thật mạnh. Cô. Anh ta ôm lấy chỗ đó của mình, cả người trượt xuống như con cá chết, gương mặt tái nhợt đi, ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Sơ Nguyệt. Đây là cái giá phải trả khi dám khinh thường phụ nữ đấy. Lâm Sơ Nguyệt không nhịn được mà bật cười, tiếng cười trong trèo lạnh lót, bất giác làm cho người đứng bên ngoài cửa sổ cũng khẽ khẽ cong môi theo. Này, tên giả dây biến thái, khôn hồn thì biến khỏi đây đi. Nếu không thì gặp lần nào, tôi sẽ đánh anh lần đó, để xem anh còn dám lừa con gái nhà người ta nữa hay không. Lâm Sơ Nguyệt tiến tới bàn, lấy ở trên đĩa đồ ăn một miếng thịt sườn rất to, sau đó nhét nó vào trong quần của Khổng Tử Văn.
Tiếp theo là đạp anh ta ra ngoài. Cô huýt sáo một tiếng, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đó. Hai con chó Husky từ đâu bỗng nhiên chạy đến. Khổng Tử Văn sợ chó, anh ta lập tức ba chân bốn cẳng co giò chạy. Nhưng người thì làm sao mà chạy nhanh bằng chó. Chúng ngửi thấy mùi sườn thơm, càng tăng tốc nhanh hơn. Nháy mắt đã ngoạm được ống quần của anh ta, nhắm đúng vào đũng quần của anh ta mà cắn. Cứu tôi với, bớ người ta. Đồ chó cái chết tiệt, mau buông tao ra. Khổng Tề Văn đau đớn hét lên. Anh ta càng dãy giụa thì hai con chó kia lại càng muốn cắn nhiều hơn. Còn sức để hét thì vẫn chưa thấm tháp vào đâu đâu. Lâm Sơ Nguyệt đứng quanh tay trước ngực, lạnh lùng nói. Mật ong, kẹo bông, cắn chết hắn ta luôn cho mẹ. Khổng Tề Văn la hét thảm thiết. Hai con chó lần mò tìm miếng thịt sườn, cắn luôn vào chỗ đó của anh ta. Anh ta hướng tới Lâm Sơ Nguyệt mà chửi. Khốn kiếp, cô cứ đợi đấy. Lâm Sơ Nguyệt nhếch môi cười như thách thức anh ta. Một con chó liền ngoạm luôn vào ngón tay của Khổng Tề Văn. Cô thảnh thơi đứng nhìn như đang xem kịch hay. Một lúc sau chúng tìm thấy miếng thịt sườn. Lúc này anh ta nhân cơ hội mà chạy đi. Hai con chó lại tiếp tục đuổi theo. Nhìn Khổng Tề Văn chạy trốn chết, Lâm Sơ Nguyệt bật cười khúc khích. Chưa được vài giây, tầm mắt cô liền choáng váng. Ban nãy Lâm Sơ Nguyệt đã lấy kim lén châm vào huyệt trên người mình để ép mình tỉnh táo, nhưng rượu giờ đã ngấm rồi, cô phải quay trở về Tiêu gia thôi. Nhưng Lâm Sơ Nguyệt vừa xoay người lại đã va phải một lồng ngực mạnh mẽ cứng cáp. Mùi hương như gỗ đàn hương trên người anh thoang thoảng qua chóp mũi của cô. Chơi vui không? Anh, sao anh lại ở đây? Lâm Sơ Nguyệt ngỡ ngàng, liền bị anh lôi tuột vào trong phòng. Tiêu Thế Tu đứng trước mặt cô. Anh mặc áo sơ mi đen, quần đen, cả người như hòa cùng với bóng đêm. Đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy sâu thẳm. Nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ cho Lâm Sơ Nguyệt nhận ra rồi. Tiêu Thế Tu không trả lời câu hỏi của cô, trong mắt lộ ra nét lạnh lùng. Cô gái này dám giấu anh đi tới quán bar quậy như thế. Nhưng anh phải thừa nhận màn trừng trị Khổng Tề Văn ban nãy đúng là không tồi. Đang định mở miệng chất vấn cô một trận thì Lâm Sơ Nguyệt bỗng nhiên ôm chầm lấy anh. Anh chàng đẹp trai này, chỉ bằng uống cùng tôi một ly đi. Lông mày của người nào đó cau lại, mùi rượu trên người cô xộc lên mũi Tiêu Thế Tu, làm cho ba vạch đen trên trán anh càng đậm. Lâm Sơ Nguyệt, cô dám uống rượu à? Ai cho cô... Lời còn chưa nói hết thì đôi môi đã bị một đôi môi ngọt ngào mềm mại chiếm cứ. Lâm Sơ Nguyệt cạy hai hàm răng của anh ra, nhẹ nhàng đưa lưỡi nhỏ vào, cuốn lấy lưỡi anh. Hai chân bên dưới kiễng lên, còn đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh ôm lấy. Hai cơ thể nháy mắt áp sát vào nhau. Tiêu Thế Tu kỳ lạ là lại không muốn đẩy cô ra. Ánh mắt anh từ lạnh lùng dần chuyển sang tối thẫm. Lâm Sơ Nguyệt chỉ thấy trước mắt quay cuồng. Giây sau cô đã bị anh bế thốc lên rồi ném xuống giường. Giây tiếp theo trước ngực cô đã cảm nhận được luồng gió mát lạnh. Chiếc váy trắng trên người cô bị xé làm đôi, nhanh chóng đắp đất chỉ trong nháy mắt. Còn người đàn ông trước mặt, anh đã cởi áo sơ mi ra từ bao giờ. Thân hình cường tráng cùng những thớ cơ bắp săn chắc đẹp đẽ phô bày trước mắt cô. Đường cong từ lưng kéo xuống eo, tạo thành hình tam giác ngược đúng tiêu chuẩn, nhìn cực kỳ quyến rũ. Lâm Sơ Nguyệt nhìn không chớp mắt, còn táo tợn vươn tay ra chạm lên cơ bụng anh. Anh bắt lấy đôi tay hư hỏng đó. Lâm Sơ Nguyệt bèn vùng vẫy, thuận thế đẩy anh xuống giường. Anh chàng đẹp trai, tôi muốn ở trên. Nói rồi, ngón tay nhỏ còn khẽ gầy gầy khuôn cằm anh. Ánh mắt cô long lanh đầy mê hoặc, hai gò má phiếm hồng, eo nhỏ đung đưa trên thân thể anh. Dáng vẻ hư hỏng này khiến cho máu nóng trong người Tiêu Thế Tu dâng trào. Cái tôi mạnh mẽ của một người đàn ông không cho phép mình nằm dưới. Vậy nên Tiêu Thế Tu nhanh chóng lấy lại thế chủ động, lật người đè cô xuống dưới thân. Lâm Sơ Nguyệt không chịu, vùng vằng muốn thoát ra. Ngoan nào. Tiêu Thế Tu khẽ giọng nói, thanh âm trầm thấp dịu dàng hiếm thấy. Bên dưới ga giường đọng lại chút máu đỏ như hoa lan ra, anh liền rơi vào trầm tư. Không ngờ lần đầu tiên của cô gái nhỏ này lại là dành cho anh. Giang. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Tiêu Thế Tu cúi người lấy nó từ trong túi áo khoác ra. Nhìn thấy số của người gọi đến, anh chần chừ không nghe máy. Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.
Lần này Lâm Sơ Nguyệt đang nằm ở trên giường khẽ nhẹ một tiếng. Tiêu Thế Tu quyết định nhấc máy. Alo. Đã nói ngay từ đầu rồi, tại sao cháu lại không về nhà? Giọng nói của lão thái thái vọng lại mang ý trách móc. Cháu xin lỗi, có một số chuyện phát sinh nên cháu không thể về hôm nay được. Mọi người cứ vui vẻ đi. Tiêu Thế Tu nói xong bèn cúp máy. Ngay lúc đó, lão thái thái thừa biết là anh lại kiếm cớ để không phải đến đây buổi tối ngày hôm nay, chứ đâu phải bận bịu gì. Bà không hài lòng nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ biết thở dài thườn thượt. Ở một nơi không xa, Tiêu Nhất Minh thấy bà không được vui, anh ta bèn tiến đến. Bà nội, Thế Tu không trở về hay sao? Lão thái thái mỉm cười rồi gật đầu. Ừ, mà thôi, mặc kệ thằng bé đi, bà sẽ nói chuyện với nó sau. Bà nội, cháu nghe tin Thế Tu vừa mới lấy vợ. Cô gái đó là người như thế nào? Tiêu Nhất Minh trực tiếp hỏi. Thời gian qua anh ta ở nước ngoài bận bịu công việc nên cũng không về nước dự đám cưới của em trai được. Nghe tin anh lấy vợ, anh ta cũng hết sức ngạc nhiên. Cô bé tên là Lâm Sơ Nguyệt, là tiểu thư của Lâm gia. Tính tình rất hiền lành, bề ngoài xinh đẹp. Mong rằng sau này con bé và Thế Tu sẽ hòa hợp được với nhau. Lâm Sơ Nguyệt. Tiêu Nhất Minh thấy khi lão thái thái nhắc đến chuyện Tiêu Thế Tu đã có gia đình, trong mắt hiện lên vẻ hạnh phúc mong chờ. Đáy mắt của anh ta lạnh hẳn đi. Lúc này Tiêu Bảo Bảo ở bên dưới níu lấy ống tay áo của ba, nũng nịu nói. Bà ơi, con muốn ăn kem. Tiểu Bảo ngoan, để bà cố lấy cho cháu nào. Lão thái thái bế cậu bé lên, yêu thương thơm vào gò má hồng hồng của cậu một cái. Tiêu Nhất Minh xoa đầu con trai, dặn dò. Con ở đây ăn bánh cùng với bà cố. Bà đi ra ngoài gọi điện thoại một lát nhé. Tiêu Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Anh ta đi ra khỏi bữa tiệc chào mừng rồi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tiêu Nhất Minh chọn một nơi vắng vẻ, ngồi xuống ghế đá, rút từ trong ngực áo ra một bao thuốc lá, lấy một điếu ra rồi châm lửa hút. Khói thuốc nhẹ nhàng tản ra trong không trung, khuôn mặt của Tiêu Nhất Minh liền rơi vào trầm tư. Đã 3 năm nay anh ta sống mà không thể không có thuốc lá. Kể từ sau cái chết của Lưu Hạ, Tiêu Nhất Minh còn rơi vào trầm cảm. Bắt đầu từ khi đó, anh ta liền bầu bạn với thuốc lá. Nhưng thuốc lá có thể giúp tinh thần anh ta thoải mái trong chốc lát, tuy nhiên không thể bù đắp được những nỗi đau mất đi người mà anh ta yêu quý nhất. Mỗi khi nhắm mắt lại, Tiêu Nhất Minh lại nhớ về cái ngày định mệnh ấy. Cơn ác mộng đó cứ giày vò anh ta mỗi đêm, làm cho anh ta không thể nào ngủ được. Nơi mà Tiêu Nhất Minh ngồi xung quanh được bao bọc bởi hoa hồng. Tuy rằng dưới bóng đêm, nhưng chúng vẫn nở rộ đẹp đẽ. Hoa hồng là loài hoa mà Lưu Hạ thích nhất. Cảnh còn đây mà người đã đi mất. Tiêu Nhất Minh rít thêm một hơi thuốc nữa, ánh mắt dần chìm vào mông lung. Lưu Hạ. Anh ta khe khẽ gọi tên cô. Cảm xúc đau đớn dâng trào lên trong tim. Đánh ánh mắt nhìn ra xa, đột nhiên một bóng hình lọt vào trong mắt. Tiêu Nhất Minh bất chợt lặng người mất mấy giây, sau đó nhanh chóng đuổi theo hình bóng của cô gái đó. Nhưng anh ta vừa chạy đến ngã rẽ thì đã không thấy người đâu. Tiêu Nhất Minh nghi ngờ chính bản thân mình, chẳng lẽ là vì quá đau đớn nên mình sinh ra ảo giác hay sao? Anh ta buồn bã, vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy đế giày dụi dụi lên nó làm tắt lửa đi. Lão thái thái dắt tay Tiểu Bảo Bảo ra ngoài tìm anh. Nhìn thấy con trai, Tiêu Nhất Minh bèn khôi phục lại bộ dạng trầm ổn như ban đầu. Bà ơi! Tiêu Bảo Bảo chạy ào tới ôm lấy chân anh ta. Anh ta lau đi vệt bánh kem còn dính trên môi của cậu bé, mỉm cười dịu dàng. Bà bảo con ở trong kia với bà cố, sao con lại đi ra ngoài này? Lạnh lắm đấy. Tiểu Bảo Bảo bĩu môi, lắc đầu. Con không thích, con muốn ở cùng với ba cơ. Cậu bé dụi dụi đầu vào ngực anh ta, nói. Con muốn về nhà. Tiêu Nhất Minh nói với lão thái thái. Bà nội, vậy con cùng với bà bảo về nhà trước, có lẽ thằng bé cũng buồn ngủ rồi. Lão thái thái gật đầu. Tiêu Nhất Minh xoay người rời đi. Đợi anh lên xe ô tô rồi bóng xe đi khuất, lão thái thái mới nhìn xuống đất nơi có điếu thuốc bị dụi tắt, thở dài một tiếng. Tiêu Bà Bảo lên xe, tựa cằm vào vai anh lim dim ngủ. Nhưng đúng lúc xe vừa lăn bánh, cậu bé đã vội vã hét lên. Bà ơi,
là mẹ kia. Tiêu Nhất Minh lập tức nhìn theo hướng mà cậu bé chỉ, bóng hình của cô gái lúc nãy lại xuất hiện. Cô lên một chiếc xe ô tô sang trọng, sau đó rời khỏi bữa tiệc. Là mẹ, mẹ ơi. Tiêu Bảo Bảo chồm khỏi cánh tay của anh ta, may mà Tiêu Nhất Minh nhanh nhẹn ôm lấy cậu. Anh ta nói với tài xế, đuổi theo chiếc xe đó cho tôi. Tài xế đáp vâng rồi tăng tốc đuổi theo. Suốt cả quãng đường, Tiêu Bảo Bảo cứ sốt sắng gọi mẹ. Thiếu gia, hình như có một chiếc xe cứ đuổi theo chúng ta. Tài xế lái xe cho Tiêu Thế Tu bỗng lên tiếng. Ánh mắt sắc bén của anh liếc qua gương chiếu hậu, lạnh lùng nói, cắt đuôi nó cho tôi. Vâng ạ. Tài xế nhanh chóng tăng tốc. Xe ô tô của anh luồn lách qua mấy ngã rẽ, thành công bỏ lại xe ô tô của Tiêu Nhất Minh một đoạn khá xa. Lâm Dương Nguyệt đang dựa vào ngực của anh ngủ ngon như lợn con, bỗng nhiên mở mắt ra ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt điển trai của anh. Anh chàng đẹp trai này, anh đưa tôi đi đâu vậy hả? Vẫn còn chưa tỉnh rượu hay sao? Tiêu Thế Tu thở dài, chắc chắn đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối anh cho cô động vào rượu. Đã thế ban nãy trên đường về nhà, Lâm Sơ Nguyệt còn bò chạy xuống xe, run rủi thế nào lại chạy đúng ngay vào bữa tiệc mà Lão Thái Thái chuẩn bị mừng Tiêu Nhất Minh quay về. May mà Tiêu Thế Tu lôi cô lên xe kịp thời, nếu không không biết Lâm Sơ Nguyệt sẽ làm ra chuyện gì nữa. Lâm Sơ Nguyệt vỗ nhẹ hai cái vào má anh, cười nói, ai cho anh bắt tôi đi như thế này hả? Chồng của tôi rất ghê gớm đấy, anh ta sẽ xử lý anh. Tiêu Thế Tu nhướng mày, bắt lấy bàn tay hư hỏng của cô, trong mắt lóe lên ý cười. Chồng của cô đáng sợ như thế sao? Lâm Dương Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, anh ấy rất ngầu, biết đánh nhau, hơn nữa còn đánh nhau rất giỏi nữa. Một mình có thể đánh gục cả mười mấy tên to con. Lâm Dương Nguyệt vẫn còn nhớ dáng vẻ lần đầu tiên khi cô gặp Tiêu Thế Tu, thực sự là vừa ngầu vừa điển trai. Nhưng mà cô lại nói tiếp, tính cách của anh ấy kỳ cục lắm, tôi không thích một chút nào cả. Nụ cười trên môi Tiêu Thế Tu bỗng tắt lịm. Kỳ cục như thế nào? Anh rất muốn biết trong mắt cô thì anh là một người như thế nào. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng này thì Lâm Sơ Nguyệt lại ngáp dài, chóp chép miệng ôm lấy cổ anh, tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Trên trán Tiêu Thế Tu ẩn hiện ba vạch đen xì. Anh lay mạnh bà vai cô, Lâm Sơ Nguyệt. Nhưng cô không chịu thức dậy, vùng vằng khó chịu nhắm mắt ngủ tiếp. Cô gái này thực sự là bó tay mà. Cô là người đầu tiên làm cho anh lo lắng đến thế, cứ xoay anh như trong chóng hết lần này tới lần khác. Tiêu Thế Tu cúi xuống nhìn cô. Lâm Sơ Nguyệt hít thở đều, hàng mi dài như cánh bướm khép chặt, nổi bật trên làn da trắng sứ, hai gò má ửng hồng, còn cả đôi môi vừa nãy bị anh hôn nhiều quá nên hơi sưng nữa. Nhớ lại cảm giác sung sướng ngọt ngào lúc nãy, bên dưới của anh bất giác nóng bừng lên, yết hầu Tiêu Thế Tu khẽ động một cái, nhịn xuống ngọn lửa đang bừng bừng trong người. Vốn dĩ trước giờ anh đâu phải là người có nhu cầu cao như thế. Đẩy cô ra thì không nỡ, mà ôm ở trong lòng tiếng lại khó chịu. Thế là suốt cả quãng đường, cơ thể anh cứ căng cứng lên, đờ như khúc gỗ. Còn người nào đó thì nằm trong lòng anh ngủ rất ngon. Qua một đoạn nữa, xe ô tô của Tiêu Thế Tu đã hoàn toàn cắt đuôi được xe ô tô của Tiêu Nhất Minh. Tài xế lên tiếng, thiếu gia, tôi xin lỗi, chúng ta mất dấu họ rồi ạ. Tiêu Bảo Bảo không chịu, khóc nức lên. Không, bà ba ơi, con muốn mẹ cơ. Bảo Bảo ngoan, đừng khóc. Nếu con khóc thì mẹ sẽ không về nữa đâu đấy. Tiêu Nhất Minh xót xa xoa đầu con trai dỗ dành. Anh cũng cảm thấy cô gái kia quá giống Lưu Hạ. Nếu như không phải Lưu Hạ đã chết rồi thì anh còn tưởng là cô đã trở về. Tiêu Bảo Bảo úp mặt vào ngực anh ta khóc thút thít. Một lúc sau cậu bé mệt quá nên thiếp đi. Tiêu Nhất Minh bảo tài xế đưa anh về nhà. Căn nhà không có hơi ấm của con người nên càng lạnh lẽo cô đơn. Trước khi anh ta trở về nhà, Lão Thái Thái đã sai người dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ rồi. Tiêu Nhất Minh đặt con trai lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu bé rồi mới đi ra ngoài. Anh ta về phòng của mình, bật điện lên, tấm hình cưới treo trên tường in nụ cười rạng rỡ của Lưu Hạ.
Tiêu Nhất Minh không muốn nhìn thêm nữa, anh ta lại lấy thuốc lá rồi ra ban công hút. Lần này trở về nước cũng là vì có chuyện muốn làm. Ở biệt thự của Tiêu Thế Tu, anh cũng vừa về đến nhà. Bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm, vậy mà không ngờ lão thái thái lại ở đây. Anh còn chưa kịp hóa trang, từ quán bar trở về vẫn giữ nguyên bộ dạng như vậy. Lâm Sơ Nguyệt thì lại đang ngủ say không biết trời trăng mây đất gì, căn bản không có cách nào đối phó với lão thái thái. Suy nghĩ một lát, anh quyết định đi lối cửa sau. May mà lão thái thái không phát hiện ra. Trở về phòng, anh đặt Lâm Sơ Nguyệt lên giường rồi đắp chăn cho cô, xong xuôi mới vào nhà vệ sinh hóa trang. Vừa mới làm xong nửa khuôn mặt sẹo xấu xí thì tiếng gõ cửa vang lên. Thế Tu, là tiếng của lão thái thái. Anh ngồi xuống xe lăn đi ra mở cửa. Nghe nói Sơ Nguyệt bị ốm nên bà mới tới thăm. Tiêu Thế Tu cười đáp, cô ấy không sao đâu ạ, vừa mới ngủ xong. Vậy sao? Lão thái thái lên tiếng. Thế Tu, vậy cháu ra đây một lát, bà có chuyện muốn nói với cháu. Vâng. Hai người cùng đi xuống lầu. Lão thái thái vừa cất tiếng thì anh đã đoán được bà đang muốn nói đến chuyện gì. Hôm nay Nhất Minh trở về nước, bữa tiệc này bà đã chuẩn bị rất lâu. Cháu không có mặt, lo cho Sơ Nguyệt bị ốm thì bà có thể hiểu được. Nhưng cái mà bà muốn nói đến là quan hệ giữa hai bọn cháu. Thế Tu, thực ra cái chết của Lưu Hạ. Bà nội, cháu không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Tiêu Thế Tu lạnh lùng ngắt lời lão thái thái. Vậy cháu và Nhất Minh, chẳng lẽ hai người bọn cháu cứ như thế này mãi sao? Bà nội, cháu mệt rồi, chuyện đó để nói sau đi ạ. Anh ấn nút chiếc xe lăn hướng lên lầu. Lão thái thái muốn nói gì lại thôi, cứ mỗi lần nhắc đến Tiêu Nhất Minh là Tiêu Thế Tu liền trốn tránh như thế. Lão thái thái nhìn theo bóng dáng anh không kiềm chế được mà thở dài. Hai đứa cháu này của bà không biết nên làm thế nào đây mới phải. Từng tuổi này rồi, bà chỉ mong gia đình cùng nhau hòa thuận, hạnh phúc mà thôi. Tiêu Thế Tu về phòng rồi vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn gương mặt chẳng chịt sẹo xấu xí sau hóa trang của mình, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Anh phải mang những vết thương này và giả vờ là một người khuyết tật là vì cái gì? Đang mông lung rơi vào suy nghĩ thì một tiếng động bên ngoài vang lên thu hút sự chú ý của anh. Tiêu Thế Tu bước ra khỏi nhà tắm, thấy Lâm Sơ Nguyệt đang ôm chăn thút thít khóc. Anh vô thức tới gần vỗ vỗ lưng cho cô. Thật kỳ lạ là cứ đúng vào những lúc anh cảm thấy cuộc sống này thật đen tối thì cô xuất hiện. Lâm Sơ Nguyệt giống như là làn gió dịu dàng lướt qua cuộc đời của anh. Lâm Sơ Nguyệt dường như cũng cảm nhận được có người ở bên cạnh an ủi mình. Cô không còn khóc nữa. Ma xui quỷ khiến, Tiêu Thế Tu chuyển sang vuốt nhẹ qua gò má cô một cái. Trong lòng nảy sinh tò mò, không biết cô mơ thấy cái gì mà khóc nức nở như vậy. Anh bỗng chốc giật mình bởi hành vi của bản thân, nhanh nhẹn rụt tay lại. Đúng lúc đó thì Lâm Sơ Nguyệt cựa quậy tỉnh dậy, hai mắt long lanh mơ màng nhìn anh. Tiêu Thế Tu có chút không được tự nhiên quay mặt đi. Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, ký ức lúc này mới dần ùa về trong đầu. Nào là khi cô cưỡng hôn Tiêu Thế Tu, cưỡi lên trên người anh, Lâm Sơ Nguyệt cứng ngắc cả người. Ôi trời ơi, dáng vẻ lẳng lơ đó là của cô hay sao? Tỉnh rượu chưa? Thanh âm lạnh lùng ngàn năm của ai đó bỗng vang lên. Lâm Sơ Nguyệt giật bắn mình, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hơi thở nóng ấm của anh bỗng nhiên kề sát bên mang tay cô, làm cho gò má Lâm Sơ Nguyệt nóng lên như hun. Nếu như cô không mở mắt ra thì tôi sẽ hôn cô đấy. Hôn? Câu nói đó quả nhiên có tác dụng. Nhưng Lâm Sơ Nguyệt vừa mở mắt ra thì môi đã cảm nhận được một thứ ấm ấm mềm mềm, sau đó là ướt ướt tiến vào trong miệng cô. Cô sững sờ mở to mắt. Anh đúng là người nói lời không giữ lời mà. Nhưng tại sao anh lại hôn cô chứ? Lâm Sơ Nguyệt đẩy mạnh anh ra, hai tay ôm lấy môi của mình, hai mắt mở lớn. Sao anh lại hôn tôi chứ? Tôi thích. Tiêu Thế Tu bá đạo trả lời. Không hiểu sao cô bỗng nhiên bực bội vì sự tùy tiện của anh. Chẳng lẽ đối với ai anh cũng như vậy sao? Ý của cô là sao? Anh tùy tiện hôn ai cũng được khi anh thích. Lâm Sơ Nguyệt hơi cao giọng. Tiêu Thế Tu lạnh lùng đáp.
Không, tôi chưa từng hôn ai cả, ngoài cô ra. Cô sững sờ, ánh mắt của anh lúc này bỗng nhiên nhìn cô đầy chăm chú. Lâm Sương Nguyệt đột nhiên thấy thật khó ở, cô hoảng hốt lắp bắp. Vậy nụ hôn đó có ý nghĩa gì? Trong khoảnh khắc này, cô muốn biết rõ suy nghĩ của anh. Tại sao anh lại có mặt ở quán bar, lại còn cùng cô? Anh chỉ cần bỏ mặc cô ở đó là được mà. Những hành động có hiểu đó là Lâm Sương Nguyệt lo sợ. Suốt cuộc anh coi cô là gì? Tiêu Thế Tu im lặng như suy nghĩ. Anh nhìn vào mắt cô. Sao mà anh lại không hiểu cô muốn biết gì cơ chứ? Nhưng anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Đó đơn thuần chỉ là dục vọng hay là một cái gì đó khác? Cuối cùng, chỉ với một câu nói, anh đã dập tắt mọi cảm xúc trong lòng cô. Tôi không biết. Lâm Sơ Nguyệt ngoảnh mặt đi, cười khẩy. Cô hy vọng gì vào người đàn ông này cơ chứ? Ở anh có quá nhiều bí mật mà cô không biết. Ngay cả cuộc hôn nhân này cũng là sắp đặt. Thôi thì cứ để mọi thứ như anh muốn đi, sau đó êm đẹp rời khỏi đây. Tiêu Thế Tu đột ngột bắt lấy khuôn cằm nhỏ nhắn của cô, ép cô phải nhìn anh. Sao vậy? Cô thất vọng sao? Không có. Lâm Sơ Nguyệt hất tay anh ra, nhưng Tiêu Thế Tu nhất quyết không buông. Lâm Sơ Nguyệt, nếu tôi nói nụ hôn đầu của tôi là dành cho cô có tin không? Tin hay không tin thì nó có ý nghĩa gì hay sao? Lâm Sơ Nguyệt nhếch môi cười khẩy. Cô mệt mỏi rồi, không muốn phải đoán suy nghĩ của người đàn ông này nữa. Tiêu Thế Tu có chút tức giận khi thấy thái độ của cô bất cần như vậy. Cô không hài lòng hay sao? Tiêu Thế Tu, vậy còn lần đầu của tôi là cũng dành cho anh đấy. Liệu điều đó thì sao? Có quan trọng hơn nụ hôn của anh không? Cô lạnh lùng nói. Anh bỗng không nói được gì cả. Lâm Sơ Nguyệt hất mạnh tay anh ra, chủ động đứng dậy đi vào nhà tắm. Cô muốn tống khứ hết tất cả những gì còn lưu lại trên người cô thuộc về anh. Một lát sau, tiếng nước chảy nhẹ nhàng phát ra. Tiêu Thế Tu bực bội. Cô dám có thái độ như thế với anh hay sao? Dòng nước ấm chảy xuống làn da trắng ngần mịn màng của Lâm Sơ Nguyệt. Cô nhìn cơ thể của mình trong gương. Mấy dấu hôn hồng hồng trên ngực và cả cổ như nhắc nhở cô rằng cuộc hoan ái ban nãy với Tiêu Thế Tu rất cuồng nhiệt. Nhớ lại mà hai gò má của cô vô thức hồng lên. Cô tự nhủ bản thân lần sau không nên đụng vào rượu thêm một lần nào nữa. Trong lúc đó, Lâm Sơ Nguyệt chỉ nhớ mang máng vẻ mặt của anh khi ấy. Ánh mắt của Tiêu Thế Tu khi đó rất dịu dàng và nồng nhiệt. Anh còn liên tục gọi tên cô nữa. Lâm Sơ Nguyệt lắc đầu để quên nó đi. Đúng lúc này cánh cửa đột nhiên bật mở. Cô nhớ là mình đã chốt cửa lại rồi mà. Tiêu Thế Tu đứng trước cửa, trên tay là chùm chìa khóa. Thân hình khỏe khoắn vạm vỡ. Anh không còn ngồi trên xe lăn nữa. Nhưng sự xuất hiện của anh bấy giờ đã khiến cho Lâm Sơ Nguyệt hoảng sợ. Cô cuống quýt với lấy khăn tắm để che đi cơ thể của mình, đồng thời hét lên. Tiêu Thế Tu, anh bị điên à? Anh từng bước tiến lại gần cô, ngược lại cô dần lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm phải vách tường lạnh băng cứng ngắc. Vẻ mặt của anh hầm hầm rất đáng sợ. Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Ánh mắt của anh bây giờ rất giống với tối hôm trước khi anh lên cơn. Tiêu Thế Tu, à. Cổ họng của Lâm Sơ Nguyệt bị anh bóp chặt. Cô không còn nghi ngờ gì nữa. Tiêu Thế Tu lại bị tái phát bệnh rồi. Tiêu Thế Tu, anh mau tỉnh lại đi. Lâm Sơ Nguyệt vùng vẫy phản kháng. Hiện tại cô không mang theo ngân châm bên cạnh, mà sức lực anh dồn vào cổ họng cô ngày càng lớn. Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi rồi. Nếu như cô không tìm cách thoát ra bây giờ, e rằng sẽ bị anh bóp chết. Tiêu Thế Tu, đừng mà. Anh hãy cố gắng khống chế đi. Tôi tin anh làm được. Lâm Sơ Nguyệt hồn hển nói, sắc mặt đã trắng bệch. Trong đầu anh bây giờ rất hỗn loạn. Anh chỉ muốn phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt. Nhưng đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai. Thật kỳ lạ, nó khiến anh thấy bình tâm hơn. Lâm Sơ Nguyệt thấy sức lực của anh trên cổ mình đã giảm hơn so với lúc nãy. Thầm vui mừng. Điều đó có nghĩa là những lời mà cô nói có tác dụng. Tiêu Thế Tu, anh làm được mà. Là tôi đây. Lâm Sơ Nguyệt đây. Anh có nhận ra tôi không? Một lần nữa giọng nói dịu dàng kia lại vang lên. Anh đang phải đấu tranh giữa cơn giận dữ muốn phá hủy mọi thứ. Đầu anh rất đau, giống như có hàng vạn nhát búa thi nhau gõ lên. Hai mắt anh đỏ ngầu. Tiêu Thế Tu hét lên một tiếng lớn,
Lâm Sơ Nguyệt chỉ thấy có cơn gió sượt qua gò má mình. Giây lát sau một tiếng uỳnh vang lên. Tiêu Thế Tu đấm mạnh vào vách tường sau lưng cô. Mùi máu tanh tưởi tản ra trong không khí. Bức tường sau lưng cô rung lên. Miếng gạch men bị nứt ra vài mảnh găm vào tay anh. Nhưng Tiêu Thế Tu không hề thấy đau. Ngược lại anh càng điên cuồng đấm tay vào tường. Tiêu Thế Tu, đừng mà. Lâm Sơ Nguyệt hoảng loạn hét lên. Nếu như cứ đánh như thế thì hai bàn tay của anh sẽ gãy mất. Anh như phát điên cứ đấm tay liên tục vào tường không hề dừng lại. Mặc cho Lâm Sơ Nguyệt hét lên can ngăn, cô cắn răng lao lên trước mặt anh. Khi nắm đấm của Tiêu Thế Tu chỉ còn cách khuôn mặt cô có vài cm thì bỗng dừng lại. Anh thở hồng hộc, lồng ngực lên xuống phập phồng, trong mắt vẫn còn tia máu đỏ. Nhưng ánh lên một sự đấu tranh tâm lý bên trong. Một phía đang kêu gào, còn một bên lại không nỡ làm cô bị thương. Tiêu Thế Tu, Lâm Sơ Nguyệt cất giọng hơi run rẩy, ma xui quỷ khiến bất chợt ôm anh. Cô biết hiện tại anh đang đau lắm, nhìn anh như vậy trái tim cô bỗng nhói đau theo. Tiêu Thế Tu, tôi biết là anh đang rất đau, nhưng mà tôi tin là anh làm được mà. Tôi tin anh sẽ khắc chế được căn bệnh này. Cơ thể mềm mại của Lâm Sơ Nguyệt ôm chặt lấy anh, giống như là một liều thuốc giúp anh bình tĩnh lại, giúp anh lấy lại cân bằng. Mọi cơn khó chịu đau đớn trong cơ thể dần dần được xua tan. Hơi thở của anh cũng dần dần trở về bình thường. Anh đưa mắt nhìn xuống, thấy hai hàng mi cô đang run rẩy, rõ ràng là sợ đến thế cơ mà. Nếu là người bình thường thì đã sớm bỏ chạy rồi mặc kệ anh rồi, nhưng Lâm Sơ Nguyệt thì không. Trong tim anh đột nhiên lan tràn một cảm xúc ấm áp, không kìm được mà nâng cằm cô lên, rồi đặt môi mình áp xuống môi cô. Lâm Sơ Nguyệt chưa phản ứng kịp, ban đầu còn tưởng ý thức của anh chưa quay lại nên không dám náo. Tiêu Thế Tu càng được đà sấn tới, chiếc lưỡi đưa vào quấn quýt, càn quấy khuôn miệng nhỏ xinh, thơm tho của cô. Dưới nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng của anh, Lâm Sơ Nguyệt không kìm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ. Anh nhắm mắt nên cô không biết anh đã ổn định chưa. Cô thử cựa quậy, vòng eo lập tức bị cánh tay anh giữ chặt. Đã thế bàn tay hư hỏng của anh liên tục nướt lên nướt xuống ở tấm lưng mượt mà. Lâm Sơ Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra. Cô chống ngay tay lên ngực anh muốn đẩy anh ra, nhưng Tiêu Thế Tu cứ như là một tấm sắt không lay chuyển. Mặc cho cô dùng hết sức của mình, anh vẫn không chút động đậy. Hông cô bỗng được nhấc lên, cả cơ thể được nâng lên cao cách mặt đất một khoảng. Lâm Sơ Nguyệt mất thăng bằng, vội vã ôm cổ anh. Tiêu Thế Tu cong môi cười, tình ý trong mắt nồng đậm mà chính anh không hề hay biết. Em muốn chạy cũng không thoát được đâu. Lâm Sơ Nguyệt bối rối, trái tim trong ngực đập thình thịch, hai gò má đỏ ửng như trái đào chín. Hai cơ thể áp sát vào nhau không một tấm vải, ngọn lửa ái tình được nhen lên bùng nổ một cách mạnh mẽ. Tiêu Thế Tu không cho cô thời gian để thích ứng, anh bế cô đặt lên bồn rửa mặt, sau đó hùng dũng tiến vào. Không. Lâm Sơ Nguyệt bị đau, lông mày cau chặt lại, hai bàn tay bấu chặt vào lưng anh, tô vẽ thêm những vệt lên trên dấu vết cũ. Tiêu Thế Tu thương xót, vừa hôn vừa dỗ dành cô. Bây giờ anh không thể dừng lại được, chỉ có thân mật như thế này mới khiến anh cảm thấy ổn định hơn. Ngoan nào, em thả lỏng ra đi thì sẽ bớt đau. Thanh âm anh trầm thấp mê hoặc, Lâm Sơ Nguyệt mơ hồ nghe theo, cảm giác đúng là dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn còn rất đau. Nước mắt từ khóe mi trong suốt chảy xuống, cô thút thít. Anh mau đi ra đi, đau lắm. Tiêu Thế Tu cúi đầu liếm hết những giọt nước mắt đấy của cô. Anh bất chợt rút ra thật. Lâm Sơ Nguyệt chưa kịp vui mừng thì một thứ mềm mềm ươn ướt đã đi vào bên trong cô. Cô giật bắn mình, cơ thể run rẩy dữ dội, mềm nhũn ra, hai tay đưa xuống chặn lại nhưng chỉ túm được lọn tóc đen mềm của anh. Tiêu Thế Tu ngừng đầu lên, ôm chặt cô, bên dưới thay thế bằng một thứ. Lâm Sơ Nguyệt không còn cảm thấy đau nhức như lúc nãy nữa, thay vào đó là khoái cảm chậm rãi dâng lên. Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh đến nỗi cô không thích ứng kịp. Một lúc lâu sau, Tiêu Thế Tu thấy cô không cựa quậy nữa. Anh liếc mắt nhìn mới thấy cô vì quá mệt mà ngất đi từ bao giờ. Hôm nay bị anh giày vò tới tận hai lần như vậy, cô không ngất đi mới là lạ. Tiêu Thế Tu dường như vẫn còn chưa thỏa mãn. Anh miễn cưỡng lấy ra khỏi người cô, ôm chặt cơ thể mềm mại trong lòng bế đặt lên giường. Sau đó mới quay vào nhà tắm, một mình tắm nước lạnh. Tắm xong đi ra ngoài, Tiêu Thế Tu đi tới tủ đồ
lấy ra một chiếc váy lụa rồi mặc nó vào cho cô. Anh thấy lông mi cô hơi động đậy, liền biết cô đã tỉnh, nhưng anh không vạch trần. Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi đối với anh rồi. Tiêu Thế Tu nằm xuống ôm cô ngủ, chưa đầy 5 phút, hơi thở anh đã vang lên đều đều bên tai cô. Lâm Sơ Nguyệt thực chất đã tỉnh từ trước, nhưng không biết nên đối diện với anh như thế nào. Cô đợi anh ngủ say, rồi lén cựa quậy, nhưng chỉ vừa mới động đậy, thì đôi cánh tay anh đã như gọng kìm, siết chặt lấy vòng eo mảnh mai nhỏ nhắn. Đối diện với khuôn mặt của người đàn ông đang ngủ này, tâm tư trong lòng Lâm Sơ Nguyệt cực kỳ phức tạp. Hai người bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, những hành động thân mật gần gũi đó thực chất không cần. Bên ngoài còn đồn đại rằng Tiêu Thế Tu không thích phụ nữ. Vậy vẻ mặt có phần dâm đãng ban nãy của anh thì sao? Càng nghĩ, Lâm Sơ Nguyệt càng không hiểu. Cô mơ mơ hồ hồ tiếp đi, đợi sáng hôm sau tỉnh dậy rồi nghĩ tiếp vậy. Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng chiếu lên làn da màu nâu đồng khỏe khoắn của người đàn ông. Mấy vết cào hồng hồng sau lưng anh vẫn còn chưa tan hết. Hai hàng mi đen dài của anh khẽ lay động. Tiêu Thế Tu của tay, theo thói quen ôm Lâm Sơ Nguyệt vào lòng. Nào ngờ lại chỉ ôm được một cái gối ôm mềm oặt. Anh nhíu mày mở mắt ra. Lâm Sơ Nguyệt đi đâu mất rồi? Hôm qua anh hành hạ cô như vậy mà sáng nay cô vẫn nết xuống giường được. Sáng ra muốn ôm ấp cô một chút mà cô lại đi mất. Tiêu Thế Tu có chút bực bội, lật chăn xuống giường, lớn tiếng gọi quản gia Ngô. Ngô quản gia. Ngô quản gia nghe thấy anh gọi, liền ba chân bốn cẳng chạy lên. Thiếu gia. Tiểu phu nhân đâu? Sắc mặt anh tối sầm khó chịu, dọa cho ông ta hết hồn. Thiếu gia, tiểu phu nhân nói sáng sớm có chuyện ra ngoài nên đi ngay, cũng không có nói là đi đâu ạ. Tiêu Thế Tu nghe xong đen cả mặt lại. Mới sáng sớm mà đã vội vã đi ra ngoài hay sao? Hay là cô lại đến cái quán bar đó gặp gỡ tên đàn ông hôm qua? Anh đuổi Ngô quản gia ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng sực nhớ ra là mình đâu có số điện thoại của Lâm Sơ Nguyệt. Hôm qua ở bệnh viện là anh nghe được cuộc điện thoại giữa cô và Lâm Phỉ Thúy, nên mới biết cô tới quán bar đó. Tiêu Thế Tu chán nản vò vò tóc. Lâm Sơ Nguyệt này, đợi em trở về xem tôi có trói chân em lại hay không. Gần 7 giờ sáng, Lâm Sơ Nguyệt đã chen chúc trên xe buýt để tới bệnh viện. Mặc dù lần trước Tiêu Thế Tu đưa thẻ của anh cho cô, nhưng cô không muốn động tới tiền của anh. Lâm Sơ Nguyệt không muốn bị coi là một kẻ ăn bám. Cô muốn tìm một công việc tự lập trên chính đôi chân và bàn tay của mình. Nhưng một người không có trình độ học vấn, còn sống ở trên núi cao như cô, thì xin được việc ở đâu đây? Xe buýt vào sáng sớm rất đông. Lâm Sơ Nguyệt đợi mãi mới thấy chiếc xe chở cô tới bệnh viện. Cô vội vàng chen chúc bước lên. Nhưng đúng vào lúc này thì một người đàn ông chạy ngang qua, giật lấy túi xách trên vai cô. Cú giật bất ngờ và mạnh làm cho Lâm Sơ Nguyệt bị kéo lê trên đất. Hắn ta thô bạo lôi cô sình sịch. Lâm Sơ Nguyệt hét lên. Tên khốn kia, có chịu đứng lại hay không? Lâm Sơ Nguyệt nghiến răng, song phi một cú, đạp thẳng vào lưng của hắn ta. Hắn ta không phòng bị, lập tức bị cô đá cho ngã nhào. Hai người cùng lao ra giữa đường. Bất ngờ cách đầu xe một chiếc ô tô đang đi với tốc độ rất nhanh. Tài xế lái xe hoảng hồn gấp rút đạp mạnh chân ga, làm khói bốc lên mù mịt, để lại trên đường một vệt dài. Kít. À, tên cướp nhân cơ hội đẩy Lâm Sơ Nguyệt ra rồi bỏ chạy. Cô ngã xuống đất, cách đầu xe của Tiêu Nhất Minh chưa đầy 10 cm. Sau cú phanh gấp vừa rồi, trán của anh ta suýt nữa thì đập vào ghế phía trước. Tài xế cuống quýt hỏi anh ta có sao không. Tiêu Nhất Minh lắc đầu. Tài xế có chút tức giận nói, cũng tại cô gái kia đột nhiên lao ra đường như thế, may mà phanh kịp, nếu không thì... Cậu xuống xe xem thế nào. Tiêu Nhất Minh nói thêm, giải quyết nhanh lên đây. Vâng. Tài xế xuống xe, lạnh lùng nói với Lâm Sơ Nguyệt đang ngồi dưới đất, cô đi đứng cái kiểu gì vậy, suýt chút nữa là xảy ra tai nạn rồi. Tôi xin lỗi. Lâm Sơ Nguyệt chống tay đứng lên, cúi đầu xin lỗi anh ta. Hai đầu gối và bàn tay của cô đều xê sức rớm máu, nhưng may mà giữ lại được túi xách. Tài xế nhìn cô cũng thấy tội nghiệp, anh ta bèn rút ví ra rồi đưa cho Lâm Sơ Nguyệt một ít tiền. Cô cầm lấy tiền rồi đi kiểm tra vết thương đi, có gì thì cứ gọi vào số điện thoại này. Không cần đâu. Lâm Sơ Nguyệt xua tay, nhưng anh ta đã dúi tiền vào tay cô, không cho cô cơ hội từ chối. Cô cứ cầm đi, bây giờ chúng tôi có chuyện gấp, phải đi rồi. Anh ta nói xong bèn nhanh chóng rời đi.
Ngay trong khoảnh khắc anh ta xoay người bước đi, Tiêu Nhất Minh ngồi ở trong xe đã nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Sơ Nguyệt, cả cơ thể phút chốc cứng đờ. Lâm Sơ Nguyệt vuốt tóc, tà váy trắng khẽ lay động nhẹ, đặc biệt là khuôn mặt kia, ngũ quan ấy giống như là được đúc trong một khuôn với cả Lưu Hạ. Nhìn thấy cô, Tiêu Nhất Minh còn ngỡ là Lưu Hạ đã sống lại, đứng trước mặt anh. Lưu Hạ? Thiếu gia, anh đi đâu vậy ạ? Tài xế thấy anh xuống xe, hấp tấp đuổi theo. Lâm Sơ Nguyệt đang khó xử muốn trả lại tiền thì bắt gặp một người đàn ông mặc tây trang bước xuống xe tiến về phía mình. Anh ta càng đến gần, cô càng cảm thấy người đàn ông này nhìn thật quen mắt. Lưu Hạ. Tiêu Nhất Minh đột ngột ôm chầm lấy cô, hơn nữa còn ôm rất chặt. Lâm Sơ Nguyệt sững sờ, còn tài xế đứng sau lưng anh ta thì há hốc mồm. Lưu Hạ. Anh ta liên tục gọi cô là Lưu Hạ, thanh âm còn hơi run rẩy. Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi. Cô đẩy Tiêu Nhất Minh ra, còn cố tình đứng cách xa anh ta một khoảng. Nhưng Tiêu Nhất Minh lại giống như người say, cứ sán tới gần Lâm Sơ Nguyệt, ánh mắt đờ đẫn. Không, em là Lưu Hạ đúng không? Em chính là Lưu Hạ. Em chưa chết, em trở về rồi. Lưu Hạ, em nhớ lại đi, anh là Nhất Minh đây. Tôi không phải là Lưu Hạ, tôi là Lâm Sơ Nguyệt. Anh nhận lầm người rồi. Lâm Sơ Nguyệt liên tục lùi lại, bộ dạng như tránh hủi. Tiêu Nhất Minh bất chợt đứng khựng lại, đau đớn nhìn cô. Nỗi đau hiện lên rõ ràng trong mắt. Cô gái trước mặt rất giống Lưu Hạ, nhưng ở trên khóe mắt của Lưu Hạ có một nốt ruồi son, còn Lâm Sơ Nguyệt thì không. Tiêu Nhất Minh buồn bã, anh ta thu tay lại. Cô thấy thế thì thầm thở phào, nếu như anh ta tiếp tục tiến đến thì Lâm Sơ Nguyệt cũng không khách sáo nữa. Nhìn bộ dạng của anh ta cũng không phải là người nghèo, vậy mà đầu óc lại còn cả cái gì mà Lưu Hạ. Hay là do quá thương nhớ người đã khuất nên anh ta mới có biểu hiện như thế. Tôi xin lỗi vì đã thất thố, Tiêu Nhất Minh nói, nhưng ánh mắt không che giấu được sự hy vọng. Không sao. Anh ta thấy cô bị thương, lập tức nói. Cô lên xe đi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Không, tôi không sao đâu. Số tiền này xin trả lại cho anh. Lâm Sơ Nguyệt rúi tiền vào tay của anh ta, sau đó nhanh nhẹn rời đi. Cô không muốn dính líu tới anh ta nữa. Tiêu Nhất Minh không có lý do gì để giữ cô ở lại cả. Bây giờ anh ta còn đang rất vội. Ban nãy hình như cô có nói mình tên là Nguyệt. Anna. Anh lên tiếng, người tài xế đứng bên cạnh vội đáp. Thiếu gia. Cậu có nghe thấy cô gái lúc nãy nói mình tên là gì không? Thiếu gia, cô ấy tên là Lâm Sơ Nguyệt ạ. Lâm Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt. Tiêu Nhất Minh nghe cái tên này cảm thấy quen quen, nhưng lại không nhớ nổi là đã nghe thấy ở đâu rồi. Anh ta nhìn theo bóng dáng của Lâm Sơ Nguyệt mãi cho đến khi cô lên xe buýt rồi đi. Không biết tại sao trong lòng anh ta lại cảm thấy nhất định sẽ gặp lại cô. Chúng ta đi thôi. Tiêu Nhất Minh lên xe, chiếc xe ô tô lại lao vun vút trên đường, lướt qua chiếc xe buýt của Lâm Sơ Nguyệt. Bởi vì xảy ra chuyện lúc nãy nên khi cô tới bệnh viện thì đã gần 9 giờ. May mà y tá đã cho ông ngoại ăn sáng. Lúc Lâm Sơ Nguyệt đến nơi, ông ngoại được y tá cho đi ra ngoài vườn hoa dạo. Ông à, không được đâu, bẩn lắm. Y tá thấy ông ấy định bốc một nắm đất, bèn ngăn lại. Nhưng ông ấy đẩy cô ta sang một bên, dùng tay giật cả khóm hoa lên, còn cười ha hả. Nhìn thấy tình cảnh đó, khóe mắt của Lâm Sơ Nguyệt cay cay, cô gạt nước mắt đi, chạy tới bên cạnh ông ngoại. Ông ơi. Lâm Sơ Nguyệt cất tiếng gọi, nhưng ông ấy chẳng hề quan tâm, vẫn tiếp tục bứt cánh hoa ra khỏi cành. Y tá hơi ngạc nhiên khi cô xuất hiện ở đây. Lâm Sơ Nguyệt nhỏ giọng cảm ơn. Cảm ơn cô rất nhiều. Ở đây cứ để tôi chăm sóc cho ông là được rồi. Vậy được, tôi xin phép. Cô y tá kia như được đại xá, nhanh chóng đi mất. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Sơ Nguyệt với ông ngoại. Cô ngồi xổm xuống trước mặt ông, nhẹ nhàng cất tiếng. Ông ơi, con là Sơ Nguyệt đây. Ông có còn nhớ con hay không? Sơ Nguyệt. Vâng, là con đây. Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn ông ấy đầy chờ mong. Đôi đồng tử đã đục của ông ngoại đảo qua khuôn mặt cô một lúc, cuối cùng lùi lại, hét lên. Tôi không biết, tôi không biết. Ông à. Cô đau lòng, muốn nắm lấy bàn tay của ông ngoại, nhưng lại bị ông ấy đẩy ngã ra đất.
Ông không còn nhớ con hay sao? Nước mắt của cô cuối cùng cũng không kìm lại được mà rơi xuống. Tự nhủ rằng mình không được khóc, phải mạnh mẽ lên. Nhưng mà khi thấy ông ngoại như vậy, Lâm Sơ Nguyệt thấy tủi thân vô cùng. Đúng lúc đó, cách không xa bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc ré lên, lập tức thu hút sự chú ý của cô. Lâm Sơ Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn, không xa có một người đàn ông đang cố bắt một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi lên xe ô tô. Vừa nhìn cô đã nhận ra bọn chúng không phải là người tốt. Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu nói với ông ngoại. Ông à, ông ngồi đây đợi cháu một lát nhé, cháu sẽ quay lại ngay. Dứt lời, cô nhanh chóng chạy tới chỗ chiếc xe ô tô kia, chặn đứng tên đàn ông kia lại. Này, mấy người muốn làm gì vậy hả? Cô là ai? Hắn ta có vẻ rất khó chịu khi bị cô ngăn cản như thế. Còn Tiêu Bảo Bảo lúc này bỗng nhiên ôm chặt lấy chân cô, kêu lên. Mẹ ơi! Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn đáp. Tôi là mẹ của nó, anh muốn làm gì? Có tin tôi báo cảnh sát hay không? Hắn ta nghe thấy từ cảnh sát, vẻ mặt dè chừng lùi lại, chửi thề một tiếng rồi nhảy lên xe ô tô phóng đi. Lâm Sơ Nguyệt xoa đầu Tiểu Bảo Bảo, may mà cô đến kịp thời, nếu không thì cậu bé này sẽ bị bắt đi mất. Nhưng ban nãy tại sao cậu lại gọi cô là mẹ? Cậu bé, cháu tên là gì? Nhà cháu ở đâu? Có biết là đi một mình ra ngoài đường nguy hiểm lắm không? Mẹ ơi! Tiêu Bảo Bảo vẫn ôm chặt lấy cô không buông, còn liên tục gọi cô là mẹ. Lâm Sơ Nguyệt có thể hiểu ban nãy cậu bé này rất thông minh, cố tình gọi cô là mẹ để hắn ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn ta đã đi rồi, Tiêu Bảo Bảo vẫn quấn lấy cô, hay là do cậu bé quá sợ hãi? Ngoan nào, đừng sợ, cô giúp cháu đi tìm mẹ nhé. Lâm Sơ Nguyệt bế Tiêu Bảo Bảo lên trên tay, không ngờ cậu lại nói. Mẹ ơi, mẹ chính là mẹ của con, mẹ quên con rồi hay sao? Cô ngạc nhiên. Cậu bé, cô không phải là mẹ của cháu đâu. Cháu nhớ mẹ quá nên nhận lầm rồi. Để cô dẫn cháu đi tìm mẹ nhé. Tiêu Bảo Bảo nghe thế đã khóc ré lên. Không, mẹ không cần Bảo Bảo nữa hay sao? Mẹ quên mất Bảo Bảo rồi. Tiếng khóc của Tiêu Bảo Bảo rất lớn. Lâm Sương Nguyệt bối rối không biết phải làm gì. Cô còn phải quay lại chỗ ông ngoại. May mà ông vẫn ngồi ở vườn hoa không đi đâu cả. Thấy cậu bé khóc nức cả lên, cô thường xót dỗ dành. Được rồi, thế con tên là gì? Con là Tiêu Bảo Bảo. Tiêu Bảo Bảo. Tiêu gia. Vậy ba của con tên là gì? Lâm Sơ Nguyệt hỏi tiếp. Ba của con tên là Tiêu Nhất Minh. Tiêu Nhất Minh. Tiêu Thế Tu. Liệu đây có phải là sự trùng hợp hay không? Lâm Sơ Nguyệt không biết Tiêu Thế Tu có anh trai hay không, cũng không hề nghe lão thái thái nhắc đến. Cô quan sát gương mặt của Tiêu Bảo Bảo, trong lòng dấy lên hoài nghi. Hay đây lại là một màn kịch do Tiêu Thế Tu sắp xếp? Anh ta có bao nhiêu thân phận cô không biết? Hay là anh ta có con rơi hay sao? Mẹ ơi, mẹ quên con rồi sao? Tiêu Bảo Bảo ngước mặt lên hỏi, nước mắt long lanh trong suốt bên khóe mi. Dù mới còn bé, nhưng Tiêu Bảo Bảo đã có ngũ quan rất đẹp. Mắt to môi hồng, làn da trắng nõn phúng phính. Quần áo mặc trên người cũng là của thương hiệu đắt tiền. Lâm Sơ Nguyệt mềm lòng, xoa đầu cậu bé rồi khẽ nói. Xin lỗi con. Tiêu Bảo Bảo rụi rụi đầu vào ngực cô làm nũng, thút tha thút thít. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ đi đâu vậy? Mẹ không cần Bảo Bảo nữa hay sao? Lâm Sơ Nguyệt không biết trả lời thế nào. Cô nở nụ cười mềm mỏng dỗ dành Tiêu Bảo Bảo. Con đi một mình như thế này, bà ba của con rất lo cho con đấy. Con có nhớ số điện thoại của papa mình không? Tiêu Bảo Bảo lắc đầu. Con không nhớ. Lâm Sơ Nguyệt thở dài, chẳng biết đi đâu tìm ba của Tiêu Bảo Bảo bây giờ, hay là đưa cậu bé về Tiêu gia. Đúng lúc này, ông ngoại cô bỗng níu lấy tay áo của Lâm Sơ Nguyệt lắc lắc. Tôi muốn đi nhà xí. Được, ông đi với con. Lâm Sơ Nguyệt một tay bế Tiêu Bảo Bảo, một tay dắt ông ngoại về phòng bệnh. May mà cậu bé đã nín khóc, còn rất ngoan ngoãn nghe lời cô. Trong khi đó, Tiêu Nhất Minh đang chạy đi khắp nơi tìm cậu bé. Anh đã tìm khắp mọi nơi, từ trường mẫu giáo tới những nơi mà Tiêu Bảo Bảo từng được đưa đi chơi, nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu bé đâu cả. Tiêu Bảo Bảo, rốt cuộc con đang ở đâu vậy hả? Tiêu Nhất Minh lo lắng đỏ cả mắt rồi. Nếu như cậu bé xảy ra chuyện gì, anh ta không chịu nổi nữa mất. Ở trong bệnh viện, Lâm Sơ Nguyệt mới đi mua đồ ăn cho Tiêu Bảo Bảo. Cậu bé dính lấy cô như Sam, còn thức ăn dành cho ông ngoại thì y tá đã lo xong hết rồi.
Nếu như là ở bệnh viện cũ thì ông ngoại cô không được đối xử tốt đến như thế này rồi. Những gì mà ông ngoại được hưởng bây giờ đều là nhờ Tiêu Thế Tu, chỉ cần bỏ ra một số tiền là có thể mua được tất cả mọi thứ. Cô nên cảm thấy biết ơn hay là ghét anh ta hơn đây? Biết ơn vì anh ta đã cho ông ngoại tới một bệnh viện tốt hơn, còn ghét là vì tối hôm qua anh ép cô tới mức ngất xỉu. Lâm Dương Việt vẫn cảm thấy chưa thích ứng được với mấy hành động thân mật này của Tiêu Thế Tu. Ban đầu cô còn nghĩ rằng anh rất ghét mình nữa, anh còn dọa sẽ ném cô cho chó sói ăn thịt. Tất cả những lời nói và hành động đó đến bây giờ Lâm Sương Nguyệt vẫn còn nhớ. Mẹ ơi, mẹ về sống với con bà ba ba nha. Tiêu Bảo Bảo đang ngồi trong lòng cô ăn cháo, đột nhiên nói. Thanh âm non nớt của cậu bé đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Trước đôi mắt long lanh mong chờ của Tiêu Bảo Bảo, Lâm Sương Nguyệt không biết nên trả lời như thế nào. Mẹ ơi, sao mẹ không nói gì? Bà ba rất nhớ mẹ đấy, ngày nào bà ba cũng ngắm ảnh của mẹ. Ngày nào cũng ngắm sao? Lâm Sương Nguyệt không biết suốt cuộc cô gái kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô bị ấn tượng bởi một người đàn ông như vậy. Anh ta rất yêu cô gái đó, lại còn rất trung thủy. Con nói thật sao? Lâm Sương Nguyệt tò mò xác nhận lại. Tiêu Bảo Bảo gật đầu chắc nịch, quả quyết nói. Thật mà, tối nào con cũng nhìn qua cửa phòng của ba, ba ngắm ảnh mẹ, con nói rất nhớ và yêu mẹ nữa. Vậy sao? Lâm Sơ Nguyệt xoa xoa đầu của Tiêu Bảo Bảo. Đột nhiên một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu cô. Sáng nay người mà cô đụng phải, anh ta cũng ôm chầm lấy cô rồi gọi cô là Lưu Hạ. Tiêu Bảo Bảo cũng gọi cô là mẹ. Chẳng lẽ là Lâm Sơ Nguyệt có dung mạo giống với người phụ nữ tên Lưu Hạ đó? Con nói mẹ của con tên là gì? Cô gấp gáp hỏi. Mẹ tên là Lưu Hạ mà, mẹ không nhớ tên của mình sao? Tiêu Bảo Bảo chu môi lên đáng yêu. Lâm Sương Nguyệt bây giờ có thể chắc chắn rằng người mà cô vô tình đụng phải sáng nay là ba của Tiêu Bảo Bảo, không phải là Tiêu Thế Tu. Không hiểu sao trong lòng cô có chút nhẹ nhõm sau khi nghe xong. Có thể bây giờ anh ta đang sốt sắng tìm cậu bé lắm. Lâm Sương Nguyệt sực nhớ mình có lưu lại danh thiếp của anh ta. Tiêu Nhất Minh, phó giám đốc của Tiêu Thị. Lâm Sương Nguyệt lúc này mới đọc kỹ, anh ta là phó giám đốc của Tiêu Thị hay sao? Bảo Bảo, vậy con có biết Tiêu Thế Tu hay không? Con biết chứ, Tiêu Thế Tu là chú của con mà. Lâm Sương Nguyệt nghe xong bèn cười khan. Cô cũng lờ mờ đoán ra được sự thật là như thế nào rồi. Nói như thế thì chẳng phải cô giống với người vợ kia của Tiêu Nhất Minh, nhưng lại là vợ của Tiêu Thế Tu. Bảo Bảo, con nghe này, cô không phải là mẹ của con đâu, chỉ là cô giống với mẹ con mà thôi. Lâm Sương Nguyệt đính chính lại. Tóm lại là bây giờ cô không muốn phải dính dáng gì tới chuyện của Tiêu gia nữa. Tiêu Bảo Bảo lại rưng rưng, tức thì bị Lâm Sương Nguyệt chấn chỉnh. Là một người con trai, động một chút là con lại khóc như vậy hay sao? Không, Tiêu Bảo Bảo đã được ba ba dạy là không được khóc, nhưng khi nhìn thấy Lâm Sương Nguyệt, cậu lại rất nhớ mẹ, đến nỗi cứ thế mà bật khóc lúc nào không hay. Vậy thì con hãy mau nín đi, còn đi như vậy ba ba của con sẽ rất lo lắng cho con đấy. Con không thấy thương ba ba hay sao? Lâm Sơ Nguyệt nói tiếp. Thực ra trong lòng cậu cũng đang rất nhớ ba ba, nhưng Tiêu Bảo Bảo sợ mình trở về sẽ bị Tiêu Nhất Minh nổi giận rồi đánh đòn mất, vậy nên cậu không dám trở về nhà. Lâm Sơ Nguyệt dường như nhìn ra được, cô hỏi. Có phải là con sợ ba ba sẽ mắng con hay không? Tiêu Bảo Bảo một lúc sau mới e dè gật đầu. Con đừng lo, ba ba nhất định sẽ không giận con đâu. Lâm Sơ Nguyệt xoa đầu cậu bé an ủi. Tiêu Bảo Bảo dụi đầu vào ngực cô thỏ thẻ. Mẹ có thể đi cùng với con có được không? Về cùng. Nghĩ đến thái độ của Tiêu Nhất Minh, cô sợ rằng Tiêu Thế Tu sẽ hiểu lầm mất. Nhưng đối mặt với vẻ mặt làm nũng của Tiêu Bảo Bảo, Lâm Sơ Nguyệt lại không nỡ từ chối. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói. Thôi được rồi. Thật ạ? Tiêu Bảo Bảo vui sướng ôm chầm lấy cổ cô. Ăn xong một lúc cộng thêm cả buổi sáng cậu trốn ra khỏi nhà chạy đi tìm mẹ. Hiện tại Tiêu Bảo Bảo rất buồn ngủ. Một lúc sau cậu đã nằm trong lòng cô ngủ say. Lâm Sương Nguyệt khẽ nhéo nhéo gò má bầu bĩnh của cậu, lấy điện thoại trong túi ra rồi gọi theo số điện thoại ở trên danh thiếp. Alo. Tiêu Nhất Minh thấy số lạ gọi đến. Bình thường anh ta sẽ chẳng bao giờ nghe,
Nhưng lần này ma xui quỷ khiến, anh ta lại nghe điện thoại. Xin hỏi có phải là anh Tiêu Nhất Minh không? Đúng là tôi đây. Có chuyện gì vậy? Con trai của anh, Tiêu Bảo Bảo đã ngờ chỗ của tôi. Nơi này là bệnh viện Tiêu gia. Anh có thể đến đây được chứ? Bệnh viện sao? Con trai của tôi bị làm sao vậy? Tiêu Nhất Minh hoảng hốt, trái tim trong lồng ngực như rơi xuống vực thẳm. Không có chuyện gì đâu, anh đừng lo. Chỉ là cậu bé đi lạc tới đây thôi. Lâm Sương Nguyệt nhẹ giọng an ủi. Lúc này tảng đá trong lòng anh mới được chút xuống. Tiêu Thế Tu không suy nghĩ được gì thêm nữa, anh ta nhanh chóng tới bệnh viện. Còn Lâm Sương Nguyệt lúc này lại nhờ một cô y tá bế Tiêu Bảo Bảo trao trả lại cho Tiêu Nhất Minh. Vậy nên khi anh ta đến, Tiêu Bảo Bảo đang ngủ say. Anh ta giận lắm, nhưng may mà thấy cậu bé không sao. Cảm ơn cô. Tiêu Nhất Minh nhỏ giọng cảm ơn cô ta. Cô gái y tá đó ngượng ngùng khi thấy anh ta quá đẹp trai. Anh ta bỗng nhiên đưa mắt liếc nhìn xung quanh, đột nhiên hỏi. Vừa nãy cô là người đã gọi cho tôi sao? À, vâng. Cô ta gật đầu. Tiêu Nhất Minh lại hỏi. Hình như giọng nói của cô có chút khác. À, giọng nói qua điện thoại bao giờ cũng khác một chút mà. Cô ta cười trừ. May mà ban nãy Lâm Sơn Nguyệt đã chuẩn bị trước, dặn dò cô ta. Cô đứng nép trong một góc nhìn ra thấy Tiêu Nhất Minh ôm Tiêu Bảo Bảo rời khỏi bệnh viện rồi. Bấy giờ mới từ phía sau bức tường bước ra. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô y tá đó định hỏi tại sao lại phải giấu chuyện Lâm Sơn Nguyệt mới chính là người cứu cậu bé kia. Nhưng ánh mắt của cô lại khiến cho cô ta không dám hỏi. Việc trì hoãn không cho Tiêu Nhất Minh chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Khi Tiêu Bảo Bảo tỉnh dậy, nhất định sẽ đem chuyện gặp được cô kể cho anh ta nghe. Anh ta chắc chắn sẽ nhận ra khi đó cô là vợ của Tiêu Thế Tu. Chuyện đêm hôm trước xảy ra ở quán bar, Khổng Tế Văn đã phải vào bệnh viện cấp cứu. Nếu như không kịp thời, có lẽ anh ta đi đời nhà ma luôn rồi. Nằm liệt trên giường bệnh mấy hôm liền, anh ta giận dữ ném mạnh chiếc ly thủy tinh xuống đất vỡ tan. Choang. Khốn kiếp thật. Người quản gia già đứng bên cạnh thấy anh ta nổi giận thì sợ đến nỗi run cầm cập, không dám lên tiếng. Chỉ là một con đàn bà mà dám khiến thạc bị thành như vậy. Cứ mỗi khi nhớ đến chuyện bị Lâm Sương Nguyệt chơi xấu là máu nóng trong người Khổng Tế Văn dâng trào. Sống tới bây giờ chưa có ai dám chơi xỏ anh ta như vậy. Nhưng càng bực bội hơn là Lâm Sương Nguyệt lại là thiếu phu nhân của Tiêu gia, mà Khổng Tế Văn lại không thể động tay với Tiêu gia được. Anh ta lấy điện thoại gọi cho Lâm Phỉ Thúy. Khổng Tiêu gia, đêm hôm đó của anh thế nào? Có phải là sung sướng lắm không? Sung sướng cái đầu cô ấy. Khổng Tế Văn chửi một tiếng. Lâm Phỉ Thúy giật mình. Có chuyện gì vậy? Cô còn hỏi nữa hay sao? Con đàn bà đó hại tôi nhập viện rồi đây này. Nhập viện sao? Lâm Phỉ Thúy cười nhẹ đáp. Khổng Tiêu gia, anh cứ bình tĩnh lại đã. Cô ta đã làm gì anh vậy? Cô ta thả chó ra cắn tôi. Chó? Ở quán bar làm gì có chó? Khổng Tiêu gia, anh có nhầm không? Ở quán bar thì làm gì có chó chứ. Lâm Phỉ Thúy không biết trước đây Lâm Sương Nguyệt đã từng làm thêm ở quán bar có cu mang hai con chó. Chỉ cần nghe thấy tiếng cô huýt sáo là chúng sẽ chạy đến. Đã một thời gian dài rồi cô cứ nghĩ chúng đã quên mình, nhưng không. Vậy tôi tự làm mình vào bệnh viện hay sao? Khổng Tế Văn hét vào điện thoại. Khổng Tiêu gia, anh bình tĩnh lại một chút đã. Bình tĩnh cái rắm. Con đàn bà đó hại tôi suýt chút nữa thì toi đời. Cô còn bảo tôi bình tĩnh hay sao? Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô đấy. Lâm Phỉ Thúy trong lòng thầm chửi Lâm Sương Nguyệt, nhưng bên ngoài tỏ ra mềm mỏng hết sức có thể. Khổng Tiêu gia, anh bình tĩnh một chút. Chuyện này để tôi giải quyết cho anh. Không phải là hai chị em các người bày trò hãm hại tôi đấy chứ? Lâm Phỉ Thúy, đừng quên tôi đã giúp đỡ cô nhiều như thế nào. Nếu như không có tôi thì cô có ngày hôm nay được sánh đôi bên Mạc Bắc hay không? Khổng Tiêu gia, anh tin tôi đi. Tôi tuyệt đối không làm chuyện đó đâu. Tôi biết ơn anh còn chưa hết, sao tôi lại phải đi làm chuyện đó được cơ chứ? Khổng Tiêu Văn thở gấp, lồng ngực lên xuống phập phồng. Lâm Phỉ Thúy, nếu cô không khiến cho con đàn bà đó phải quỳ gối trước tôi để xin lỗi thì tôi nhất định không bỏ qua đâu. Dứt lời, anh ta bèn ngắt phục máy. Lâm Phỉ Thúy cứ tưởng rằng Khổng Tế Văn đã ngủ với Lâm Sương Nguyệt rồi. Đêm đó cô ta còn lắp camera ở trong căn phòng đó mà. Vậy mà sáng hôm sau đến nơi, cô ta lục lại không thấy nó đâu cả.
Khốn kiếp thật. Lâm Phỉ Thúy chửi một tiếng, không ngờ con nhỏ Lâm Sơ Nguyệt đó lại ghê gớm như thế. Lâm Sơ Nguyệt, chị đừng nghĩ là sẽ thoát khỏi tay tôi. Lâm Phỉ Thúy cười lạnh, trong mắt hiện lên sự nham hiểm. Tiêu Thế Tu muốn chuyên tâm làm việc cũng không yên. Bây giờ đã là hơn 6 giờ tối rồi, vậy mà Lâm Sơ Nguyệt vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Chốc chốc anh lại đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Mỗi giây mỗi phút trôi qua là trong lòng anh ngày càng sôi sục cả lên. Trước giờ anh đâu phải là người như thế. Tiêu Thế Tu không hiểu nổi bản thân của mình nữa. Anh đi đi lại lại trong phòng. Bấy giờ bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Thiếu gia, vào đi. Ngô quản gia đẩy cửa vào. Ông ta chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói. Thiếu phu nhân về rồi sao? Chưa ạ, tôi chỉ muốn gọi thiếu gia xuống ăn cơm mà thôi. Tiêu Thế Tu nghe xong suýt chút nữa nổi cơn tam bành. Đến tận bây giờ mà cô vẫn còn chưa vác mặt về nhà sao? Anh không chờ nổi nữa, đang định xuống lầu sai người đi tìm cô về thì Lâm Sơ Nguyệt về tới nhà. Tiếng xe ô tô từ bên dưới vọng lên đã lập tức thu hút sự chú ý của anh. Tiêu Thế Tu nhìn qua ô cửa sổ xuống dưới, thấy Lâm Sơ Nguyệt bước xuống, theo sau còn là một người đàn ông nhìn rất lịch lãm. Chuyện quái quỷ gì đây? Lông mày của Tiêu Thế Tu cau chặt lại, bàn tay bên dưới siết chặt thành nắm đấm. Lâm Sơ Nguyệt cười nói với Trình Khâm, còn vẫy tay chào tạm biệt anh ta. Hai người đứng nói chuyện một lúc, anh ta mới rời đi. Trước lúc lên xe, Trình Khâm đột ngột ôm chầm lấy cô một cái. Lâm Sơ Nguyệt bị bất ngờ, nhất thời không phản ứng lại. Tiêu Thế Tu đỏ cả mắt, suýt chút nữa là quăng cái lọ hoa qua cửa sổ xuống dưới. Khốn kiếp, ngay trong biệt thự Tiêu gia mà thản nhiên ôm ấp, mèo mà gà đồng với nhau sao? Lâm Sơ Nguyệt, cô được lắm. Trình Khâm, Lâm Sơ Nguyệt là người đẩy anh ta ra trước. Nhận ra sự thất thố của mình, anh ta chủ động cười xin lỗi. Xin lỗi Sơ Nguyệt, có lẽ là lâu rồi không gặp nên anh nhất thời kích động. Thôi anh về đây. Tạm biệt. Lâm Sơ Nguyệt cũng không nghĩ gì nhiều, nhìn anh ta lên xe rời đi, sau đó mới vào trong nhà. Ngô quản gia. Thiếu phu nhân, cô đi đâu mà bây giờ mới về nhà? Ngô quản gia sốt sắng hỏi. Lâm Sơ Nguyệt trả lời. Sao vậy? Tiêu Thế Tu xảy ra chuyện gì sao? Thực ra ông ta định nói lại thôi. Thiếu phu nhân cứ nên gặp thiếu gia thì biết. Lâm Sơ Nguyệt mang theo tâm trạng khó hiểu lên trên lầu. Khi cô vừa mở cửa ra thì một cảnh hoang tàn bỗng chốc đập vào mắt. Cả căn phòng cứ như là vừa có một cơn bão càn quét qua vậy. Tiêu Thế Tu ngồi trên xe lăn xoay lưng về phía cô, vậy nên cô không biết vẻ mặt của anh là như thế nào. Lâm Sơ Nguyệt nửa muốn lên tiếng nửa không. Chẳng lẽ là ai đã chọc giận anh? Cô không biết nguyên nhân chính là do mình. Cuối cùng cô chọn cách im lặng chờ anh lên tiếng trước. Anh ngược lại cũng đang đợi cô mở lời. Tuy nhiên sự im lặng từ cô lại càng thổi bùng ngọn lửa trong anh hơn. Lâm Sơ Nguyệt, Tiêu Thế Tu vẫn là người không chịu được mà cất tiếng trước. Có chuyện gì vậy? Cô còn hỏi. Tiêu Thế Tu ấn nút xe lăn, xoay lại đối diện với cô, thanh âm lạnh lùng không thể tả. Ánh mắt đó của anh là sao? Bừng bừng giận dữ cứ như là nhìn một tội nhân vậy. Cô làm gì sai hay sao? Cô thực sự không biết là mình đã làm gì. Lâm Sơ Nguyệt thực sự không thích thái độ mà anh dành cho cô ngay lúc này. Nhất là trong lòng cô vẫn còn cảm thấy ấm ức chuyện đêm hôm qua anh ép cô. Tôi làm gì? Cô thở ơ hỏi lại. Tiêu Thế Tu nhìn cô chằm chằm, khóe môi bất giác nhếch lên cười khẩy. Cô giỏi lắm. Trước mặt chồng mình, còn ở ngay trong biệt thự của Tiêu gia, mà cô vô tư thản nhiên ôm ấp người đàn ông khác, cắm cho tôi một chiếc sừng to đùng ở trên đầu, bây giờ còn giả vờ vô tội không biết gì. Lâm Sơ Nguyệt cười lạnh. Thì ra là chuyện đó. Giữa tôi và anh Trình Khâm chẳng có chuyện gì cả. Anh tin được không thì tùy. Anh Trình Khâm? Anh châm biếm. Cô gọi anh ta thân mật như thế sao? Vậy mà còn nói giữa hai người không có chuyện gì. Cô coi tôi là con lừa à? Lâm Sơ Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Tiêu Thế Tu, giữa hai chúng ta cũng đâu phải là người yêu gì. Anh còn gì phải bực bội như thế. Câu nói đó như một chiếc gai nhọn đâm vào tim anh. Tiêu Thế Tu rõ ràng hiểu điều đó hơn ai hết. Ngay từ đầu anh đã coi mối quan hệ của bọn họ dựa trên hợp đồng,
Nhưng tại sao khi thấy cô ở cùng với một người đàn ông khác, anh lại khó chịu đến thế? Lâm Sơ Nguyệt cũng nhìn anh chằm chằm, cô muốn xem rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì. Dưới ánh mắt cô, Tiêu Thế Tu bình thản hơn lúc nãy, thực ra bên trong lại che giấu tâm tư đang cuồn cuộn như sóng ngầm. Anh trả lời: Lâm Sơ Nguyệt, cô nên nhớ cô đang là thiếu phu nhân của Tiêu gia, cô không được làm mất mặt Tiêu gia. Lâm Sơ Nguyệt đã hy vọng vào một câu trả lời khác, nhưng câu trả lời của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đầu cô. Thì ra chỉ là anh sợ mất mặt mà thôi. Tất nhiên là như vậy rồi, tôi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, không cần Tiêu thiếu gia nhắc nhở đâu. Cô nói xong bèn xoay người bỏ đi. Tiêu Thế Tu gắt hỏi: Cô đi đâu vậy hả? Lâm Sơ Nguyệt không trả lời, đi thẳng một mạch sang một căn phòng khác rồi đóng sầm cửa lại. Giây lát sau cô nghe thấy một âm thanh rất lớn, giống như là tiếng chai thủy tinh vỡ. Tiếp theo là thanh âm thất thanh của Ngô quản gia: Thiếu gia. Tiêu Thế Tu đấm mạnh tay vào ô cửa kính, thủy tinh vỡ bắn ra găm vào bàn tay anh. Ngô quản gia đứng một bên thấy thế thì sợ quá, nhưng ông ta vừa lên tiếng đã bị anh đuổi ra ngoài. Lâm Sơ Nguyệt mặc kệ vẫn tiếp tục trùm chăn kín mít nằm trên giường. Ngô quản gia sợ anh sẽ làm chuyện gì dại dột, ông ta lại không dám nán lại, bởi vì mỗi khi Tiêu Thế Tu lên cơn đều rất đáng sợ. Ông ta chợt nhớ tới lần trước chỉ có Lâm Sơ Nguyệt kiềm chế được anh, ông ta lập tức chạy đi tìm cô. Thiếu phu nhân. Ngô quản gia dồn dập gõ cửa, thanh âm run run khẩn cầu: Thiếu phu nhân, phu nhân đi xem thiếu gia xem thế nào được không ạ? Thiếu gia vừa mới đấm vào cửa kính, chảy rất nhiều máu. Đấm vào cửa kính ư? Cũng không chết được. Nhưng đáp lại ông ta chỉ là sự im lặng đáng sợ. Ngô quản gia không biết làm thế nào, chỉ liên tục gõ cửa: Thiếu phu nhân, cầu xin thiếu phu nhân đấy. Lâm Sơ Nguyệt đã bịt chặt hai tai lại để không nghe thấy lời của Ngô quản gia rồi, nhưng bỏ mặc anh thì thú thật cô cũng không thể yên lòng. Là một thầy thuốc, cô không thể bỏ mặc người bị bệnh. Nhưng Tiêu Thế Tu làm thế để làm gì? Bày tỏ nỗi tức giận hay là muốn chọc cho cô tức lên? Gián tiếp nói rằng đó là lỗi của cô nên anh mới làm như thế. Thiếu phu nhân. Ngô quản gia nghe thấy một âm thanh lớn khác, hoảng sợ đập cửa mạnh hơn. Lâm Sơ Nguyệt cắn răng đi ra mở cửa, cùng ông ta tới phòng của Tiêu Thế Tu. Đập vào mắt Lâm Sơ Nguyệt là mảnh kính thủy tinh vỡ bắn tung tóe dưới đất và mùi máu tanh nồng trong không khí. Hai ô cửa kính bị anh đấm vỡ, máu liên tục nhỏ xuống qua kẽ tay. Khi Lâm Sơ Nguyệt đến cũng là lúc anh chuẩn bị giơ tay lên đấm thêm vào ô cửa kính thứ ba, nhưng lần này lại có một bàn tay khác chặn lại. Tiêu Thế Tu, dừng lại. Nắm đấm anh giơ ra chỉ cách khuôn mặt cô chưa đầy 5 cm. Lâm Sơ Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, vẻ mặt không sợ hãi. Tiêu Thế Tu gằn giọng nói: Tránh ra. Không. Tránh ra, nếu không tôi sẽ đánh chết cô. Tiêu Thế Tu gầm lên. Ngô quản gia đứng đằng sau còn phải giật mình. Lâm Sơ Nguyệt vẫn kiên quyết: Tôi không tránh. Mặc dù cơ thể cô đang run lên vì sợ hãi, cô vẫn lựa chọn cách này. Tiêu Thế Tu cười khẩy, trong giọng nói lạnh lùng ẩn chứa thanh âm giận dữ: Lâm Sơ Nguyệt, cô giả vờ quan tâm đến người khác sao? Đúng là một người đàn bà tâm cơ. Anh muốn nghĩ tôi như thế nào cũng được, miễn là anh đừng tự hành hạ mình nữa. Lồng ngực trái của cô khẽ nhói lên. Tiêu Thế Tu lại tiếp tục xỉ nhục cô: Lâm Sơ Nguyệt, đừng tỏ ra mình là một người tốt nữa. Cô nghĩ mình có quyền gì mà dạy tôi? Hay cô nghĩ mình thực sự là thiếu phu nhân của Tiêu gia? Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy trong lòng giá buốt và đau đớn. Anh nhất định phải nói những lời như vậy với cô hay sao? Thậm chí cô còn ghét bản thân của mình hơn khi bị anh xỉ nhục như thế mà vẫn không bỏ mặc anh được. Tiêu Thế Tu kéo giật cô sang một bên, máu trên tay anh dây vào cánh tay cô. Anh vung nắm đấm để xả cơn giận dữ trong lòng, nhưng Lâm Sơ Nguyệt một lần nữa lao đến ôm chầm lấy anh. Bàn tay anh cách tấm kính rất gần rồi, đột nhiên khựng lại. Hai tay Lâm Sơ Nguyệt vòng qua cổ anh, níu cổ áo của anh xuống. Cô kiễng chân lên áp đôi môi ngọt ngào của mình lên đôi môi giá lạnh của Tiêu Thế Tu. Anh đã từng nói cô chính là liều thuốc của anh. Cánh tay anh khựng lại giữa không trung, cơ thể cứng đờ không phản ứng lại được. Hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Lâm Sơ Nguyệt lại chủ động hôn anh sao? Lâm Sơ Nguyệt thấy anh dừng lại rồi, cô định buông anh ra, nhưng vừa mới lùi người lại, vòng eo nháy mắt bị siết chặt, gáy cũng bị bàn tay của anh ép sát.
Từ thế chủ động, cô trở thành người bị động. Tiêu Thế Tu nhân cơ hội hôn sâu hơn. Lâm Sơ Nguyệt đánh vào ngực anh mấy cái, nhưng lồng ngực anh cứng như tấm sắt, không thể di chuyển. Cô vốn dĩ chỉ muốn ngăn anh lại, nhưng người nào đó thì như cá gặp nước, ngấu nghiến đôi môi cô không chịu buông. Cô bực bội cắn vào lưỡi anh một cái, vị máu tanh tan ra trong miệng hai người. Nhưng Tiêu Thế Tu vẫn không rời khỏi môi cô, mà Lâm Sơ Nguyệt thì lại không dám cắn mạnh. Hai người cứ giằng co như thế một lúc. Còn trong mắt của Ngô quản gia, hai người bọn họ lại giống như một cặp tình nhân thân mật giận dỗi nhau. Cơn giận đang bừng bừng trong lòng anh theo nụ hôn mà tan đi mất. Đôi môi cô mang hương vị ngọt ngào tinh khiết như kẹo, xoa dịu đi nỗi giận dữ đang ngự trị trong lòng anh. Tiêu Thế Tu nhắm mắt lại cảm nhận, dường như không muốn buông cô ra. Anh muốn khoảnh khắc này dừng lại tại đây mãi mãi. Suy nghĩ kỳ lạ đó bỗng nhiên làm anh ngớ ngẩn, vô hình tạo cơ hội cho Lâm Sơ Nguyệt thoát ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Cô đẩy anh ra, hai tay che miệng mình, ánh mắt nhìn anh rất không đồng tình. Tiêu Thế Tu ngẩn người ra trong giây lát, sau đó ánh mắt tức thì chuyển sang lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lâm Sơ Nguyệt muốn ngăn cản anh, thế nào lại thành để anh ăn đậu hũ. Tiêu Thế Tu xoay lưng lại phía cô. Cô lại tưởng anh định đấm vào cửa kính tiếp, bèn ngăn cản. Tiêu Thế Tu, cô gọi chồng của mình như thế sao? Câu hỏi bất chợt không liên quan đó nhất thời làm cho cô lúng túng. Vậy tôi phải gọi như thế nào? Gọi là lão công. Lão công? Khóe miệng của cô bỗng chốc dần giật. Tiêu Thế Tu nhướng mày chờ đợi, nhưng Lâm Sơ Nguyệt quyết không nói. Tại sao? Tại vì chúng ta là vợ chồng, anh thản nhiên đáp. Nếu tôi gọi anh như thế, anh sẽ không tức giận nữa chứ? Được. Lâm Sơ Nguyệt há miệng, mãi một lúc mới thốt ra được. Lão công. Tôi không nghe rõ. Lão công. Ơi. Anh nhếch môi cười. Lâm Sơ Nguyệt đứng hình, trái tim đập thình thịch. Đến đây băng bó cho tôi. Tiêu Thế Tu ngồi xuống giường, đánh mắt nhìn về phía Ngô quản gia. Ông ta nhanh nhẹn chạy đi lấy hộp sơ cứu. Chưa đầy một phút sau, Ngô quản gia đã xuất hiện cùng với hộp sơ cứu trên tay. Ông ta đưa nó cho Lâm Sơ Nguyệt, tiếp theo nhẹ nhàng lui ra ngoài cửa không chút dấu vết. Lâm Sơ Nguyệt mở hộp cứu thương, lấy thuốc và bông băng ra. Bàn tay của Tiêu Thế Tu bị mảnh vỡ thủy tinh găm vào rất sâu, còn rất nhiều, máu vẫn còn chảy nhỏ giọt. Cô nhẹ nhàng gắp từng mảnh vỡ ra, thổi thổi nhẹ lên vết thương, động tác vô cùng chuyên tâm dịu dàng. Tiêu Thế Tu tựa người vào thành giường, thảnh thơi ngắm cô. Lần đầu tiên gặp Lâm Sơ Nguyệt ở trên tàu, Tiêu Thế Tu đã cảm thấy ở cô gái này có điều gì đó rất mạnh mẽ. Đối mặt với bao nhiêu tên cướp mà cô không hề sợ hãi, thậm chí còn đánh ngất một tên cướp, rõ ràng thân thể của cô rất mảnh mai, chỉ bằng 1/3 bọn chúng. Vậy thì có một sức mạnh nào bên trong cơ thể nhỏ nhắn ấy? Lâm Sơ Nguyệt chăm chú gắp từng mảnh thủy tinh vỡ, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Thế Tu đang đặt trên người mình. Cô chớp mí mắt, hàng lông mi run rẩy như cánh bướm đậu trên làn da trắng sứ. Gương mặt thanh tú xinh đẹp, vóc dáng cũng cân đối. So với những cô gái khác, Lâm Sơ Nguyệt cũng được coi là mỹ nữ rồi. Mặc dù đã cố giữ một khoảng cách nhất định, nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn thấy như hơi thở nóng bỏng của Tiêu Thế Tu vẫn vít xung quanh cô. Bất giác khiến cô nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt ban nãy. Lâm Sơ Nguyệt cố gắng gạt đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Lúc đó cô chỉ muốn ngăn anh lại mà thôi, không hề có ý gì cả. Còn Tiêu Thế Tu càng nhìn cô, ánh mắt càng tối dần lại. Anh muốn tiếp tục chuyện giang dở ban nãy. Cô gái này không những là thuốc đối với anh, mà còn là độc dược nữa. Khó khăn mãi mới gắp hết tất cả mảnh vỡ ra được, Lâm Sơ Nguyệt lúc này mới bôi thuốc lên, sau đó băng bó lại cho anh. Xong xuôi thì cũng đã gần 8 giờ tối. Xong rồi. Cả quá trình không ít nhiều cũng đau đớn, vậy mà lông mày Tiêu Thế Tu nhích cũng chẳng buồn nhích, vẻ mặt bình thản vô cùng. Ục ục. Một tiếng động bỗng nhiên vang lên phá tan sự yên ắng. Lâm Sơ Nguyệt đỏ mặt quay đi. Cả ngày hôm nay cô chẳng ăn gì rồi, cái bụng cũng đến lúc biểu tình. Đi thôi. Tiêu Thế Tu đứng lên, lạnh nhạt nói. Đi đâu? Còn đi đâu nữa? Cô không muốn ăn cơm sao? Có. Lâm Sơ Nguyệt luống cuống đứng dậy đi theo anh. Ra đến cửa bỗng nhiên anh đứng khựng lại, làm cho cô đâm sầm vào lưng anh, chóp mũi đau đến nỗi chảy nước mắt. Ui.
Cô đưa tay xoa xoa mũi, đang định hỏi anh vì sao đang đi bỗng nhiên lại đứng lại, thì hai gò má đã cảm nhận được đôi bàn tay to lớn của anh. Có sao không? Tiêu Thế Tu nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên bằng hai tay, ánh mắt dấy lên lo lắng. Thoáng chốc Lâm Sơ Nguyệt lúng túng khẽ đẩy anh ra. Không sao. Cẩn thận một chút chứ, anh dặn dò. Lâm Sơ Nguyệt chỉ biết gật đầu. Thái độ lo lắng lúc nãy của anh lạ quá, không giống Tiêu Thế Tu chút nào. Khi anh giận dữ và khi anh lo lắng cho cô, đâu mới là bản chất thực sự của người đàn ông này. Lâm Sơ Nguyệt theo anh xuống lầu. Ngô quản gia đã dọn cơm lên trên bàn. Người thấy mùi thức ăn thơm lừng, cô như quên hết tất cả mọi chuyện, chuyên tâm ăn cơm, bỏ mặc ánh mắt chăm chú của người nào đó. Ngô quản gia đứng một bên với vẻ mặt khó xử. Mấy lần ông ta thấy Lâm Sơ Nguyệt dùng đũa của mình gắp đồ ăn trong đĩa, ông ta định mở miệng nhưng lại thôi. Ai cũng biết Tiêu Thế Tu có tính sạch sẽ, vậy nên chẳng bao giờ anh chịu được việc đồ ăn bị người khác chung đụng. Vậy nên mỗi đĩa thức ăn đều có một cái muỗng riêng. Nhưng Lâm Sơ Nguyệt không biết, cô vô tư thản nhiên gắp vào đồ ăn vào bát của mình. Kỳ lạ là Tiêu Thế Tu cũng không hề cảm thấy khó chịu như Ngô quản gia lo sợ. Thậm chí anh còn chủ động gắp thức ăn cho cô. Lâm Sơ Nguyệt bối rối không biết là anh có ý gì đây. Đột nhiên tốt bụng như vậy, hay là anh bỏ độc vào trong đĩa thức ăn này rồi. Lâm Sơ Nguyệt lười chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa. Có độc thì cô vẫn cứ phải ăn thôi. Cô đã đói tới mức sắp ngất đi rồi. Chỉ trong khoảng thời gian Tiêu Thế Tu nhấp một ngụm nước mà cô đã khoáng một phát hết một nửa bàn ăn. Ăn uống no nê, lúc này anh mới lên tiếng. Điện thoại của cô đâu? Làm gì? Lâm Sơ Nguyệt liền cảnh giác. Cứ đưa đây. Không phải là anh muốn tịch thu điện thoại rồi nhốt cô ở trong nhà đi chứ? Lâm Sơ Nguyệt thầm nghĩ. Cô không muốn đưa, tức thì bị anh cưỡng chế lấy gì điện thoại trong túi. Tiêu Thế Tu ấn một dãy số, đó là số điện thoại của anh, sau đó đưa trả lại cho cô. Lâm Sơ Nguyệt không hiểu, ngước lên hỏi. Anh làm cái gì vậy? Số điện thoại của tôi, tôi đã lưu vào rồi. Cũng đã lưu số của cô vào đây rồi. Lão công. Lâm Sơ Nguyệt nhìn tên trong danh bạ, miệng méo sạch đi. Người đàn ông này không những mắc bệnh mà còn tự luyến nữa ư? Tiêu Thế Tu cười cười, giơ điện thoại của mình lên cho cô xem. Bên trong lưu hai chữ bảo bối. Lâm Sơ Nguyệt nổi da gà, suýt chút nữa thì sặc nước. Bảo bối sao? Tiêu Thế Tu, anh có bị làm sao không? Sao vậy? Tôi thấy bây giờ đang thịnh hành gọi nhau như vậy mà. Thịnh hành? Thịnh hành cái đầu anh ấy. Lâm Sơ Nguyệt thực sự muốn sờ trán của anh xem anh có bị sốt hay không. Cô đứng dậy, nói. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì được lên phòng đây. Tiêu Thế Tu không ngăn cản. Anh nhìn theo bóng dáng cô đi lên lầu, hướng về phòng đọc sách, chứ không phải là phòng của hai người. Khóe miệng anh bỗng chốc khẽ nhích lên thành một đường cong. Phòng đọc sách này rất lớn, lúc nãy Lâm Sơ Nguyệt không để ý. Bây giờ cô mới thấy trên giá có rất nhiều sách về y học. Giá sách rất cao, cần phải trèo lên ghế mới lấy được. Lâm Sơ Nguyệt kê một cái ghế rồi trèo lên. Cô với tay muốn lấy một cuốn sách, đáng tiếc là với mãi không tới. Bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau đột nhiên vươn ra đoạt mất cuốn sách đó, đồng thời cũng dọa cho Lâm Sơ Nguyệt sợ hãi một phen, hoảng loạn trượt chân ngã khỏi ghế. Cứ tưởng mình sẽ ôm đất rồi, nhưng lại rơi xuống một nơi cứng cứng còn ấm ấm. Cô sờ đủ chưa? Tiêu Thế Tu thấy cô cứ sờ ngực mình, bèn không nhịn được mà lên tiếng. Lâm Sơ Nguyệt lập tức đứng bật dậy. Thì ra từ ban nãy mà cô sờ là ngực anh hay sao? Mất mặt quá. Tiêu Thế Tu cầm cuốn sách trên tay, không để ý tới gương mặt đỏ lừ của cô. Anh vào đây từ bao giờ vậy? Không phải là cô nên cảm ơn tôi trước sao? Lâm Sơ Nguyệt bĩu bĩu môi. Vậy có lúc nãy khi cô băng bó cho anh cũng đâu có cảm ơn. Biết bụng dạ người đàn ông này hẹp hòi nên cô cũng không chấp nhặt gì. Cảm ơn anh. Cô lên tiếng cảm ơn, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay anh. Cô muốn nó à? Tiêu Thế Tu cười hỏi. Mỗi khi anh cười liền bớt đi dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Tiêu Thế Tu cũng đã tẩy trang, không còn gương mặt ghê rợn như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là vẻ điển trai vô cùng. Anh mặc một chiếc áo phông màu nâu cùng với một chiếc quần thể thao, nhìn vừa thoải mái vừa năng động, tôn lên vóc dáng cân đối khỏe mạnh. Lâm Sơ Nguyệt thấy nhịp tim mình đập nhanh dần khi chạm phải vết cào đỏ rực in hẳn trên cổ anh. Cũng nhờ có cô mà cơ thể anh từ cổ xuống đến lưng chỉ toàn là dấu vết cào cấu.
Tiêu Thế Tu phát hiện ra Lâm Sương Nguyệt bỗng nhiên thừa người ra, hai gò má còn hồng hồng, nhìn đáng yêu vô cùng, khiến anh không nhịn được mà trêu chọc. Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Hay là đang nghĩ đến tôi? Tiêu Thế Tu bất chợt áp sát cô hơn, anh ghé vào mang tay cô nói nhỏ, hơi thở nóng nóng cùng với mùi sữa tắm thoang thoảng qua mũi cô. Sắc đỏ từ gò má lan xuyên tới mang tay cô, khoảng cách giữa hai người hiện tại đang rất gần, còn đầu óc của Lâm Sương Nguyệt thì lại chẳng nghĩ được gì. Tiêu Thế Tu bỗng nhiên đứng lùi ra, hơi ấm bao bọc xung quanh cô rút thì biến mất. Thấy cô vẫn còn chưa hoàn hồn, anh lại cất tiếng trêu chọc. Sao vậy? Có phải là cô đang cảm thấy hụt hẫng hay không? Làm gì có. Cô tức thì phản bác, hai gò má hồng lên. Tiêu Thế Tu cười cười đút một tay vào túi quần. Anh khẽ tựa lưng vào tủ sách phía sau. Ánh đèn vàng ấm áp kẽ chiếu xuống người anh, gương mặt vô cùng tuấn tú phi phàm. Lâm Sương Nguyệt lắc lắc đầu. Cô không được để cho nhan sắc của anh lu mờ tâm trí của mình. Còn người đàn ông nào đó ở đối diện lại không hề có ý định sẽ đi ra khỏi đây. Hơn nữa trên tay anh còn đang cầm cuốn sách mà cô muốn. Lâm Sương Nguyệt đấu tranh một hồi, cuối cùng nỗi tò mò trong lòng cô đã chiến thắng. Cô lên tiếng. Tiêu Thế Tu, anh có thể đưa cho tôi cuốn sách kia được không? Ý cô là nó? Anh giơ cuốn sách trong tay lên lắc lắc nó qua trước mặt cô. Đồng tử của Lâm Sương Nguyệt chuyển động theo cánh tay anh. Cô gật gật đầu. Được thôi. Tuy nhiên, thanh âm của anh bỗng nhiên vương chút gian xảo. Lâm Sương Nguyệt nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô nói cho tôi biết, chiều nay cô đã đi đâu? Anh đã muốn hỏi từ lúc cô trở về rồi, còn cả người đàn ông tên Trình Khâm đó nữa. Vì một quyển sách mà phải nói ra, tất nhiên Lâm Sương Nguyệt cảm thấy không được thoải mái. Đã thế cô còn thấy anh giống như đang quản thúc mình. Cô đâu phải là thú cưng của anh. Tiêu Thế Tu không vội vàng lên tiếng thúc giục cô, mà bình thản đứng một bên chờ đợi với nụ cười trên môi. Lâm Sương Nguyệt thực sự rất muốn đọc cuốn sách đó, nhưng mà người đàn ông trước mặt không có vẻ gì là sẽ đưa cho cô. Tiêu Thế Tu, Hình như trên mặt của anh có dính thứ gì đó. Lâm Sương Nguyệt từng bước lại gần, một tay bên dưới định nhân cơ hội mà lấy cuốn sách trên tay anh. Nhưng chút kỹ xảo này của cô làm sao qua nổi mắt của anh. Cô vừa dướn người qua một cái thì Tiêu Thế Tu bỗng nhiên lùi phát lại, khiến cho cô mất đà, thuận thế ngã vào lồng ngực anh một lần nữa. Lần này anh không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, lồng ngực rung rung cả lên. Lâm Sương Nguyệt đỏ mặt ngước lên nhìn. Đôi mắt anh khi cười cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười rất tỏa sáng, bỗng chốc làm cô ngây ngẩn. Tiêu Thế Tu ôm eo cô từ lúc nào, hơi cúi đầu xuống thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trên mặt tôi còn dính gì không? Không, không có. Cô lúng túng lùi lại. Kế hoạch lấy đi cuốn sách bị đổ bể, cuối cùng Lâm Sương Nguyệt vẫn phải đem chuyện tới bệnh viện kể cho anh nghe. Tất nhiên là cô tự động lược bỏ chuyện gặp Tiêu Nhất Minh và Tiêu Bảo Bảo. Tôi chỉ đến bệnh viện thăm ông ngoại thôi. Anh có thể đưa cho tôi cuốn sách đó được rồi chứ? Tiêu Thế Tu nhìn cô, đánh giá lời cô nói. Lâm Sương Nguyệt không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh. Mấy giây sau anh mới cất tiếng. Được rồi, nhưng mà sau này cô đi đâu cũng phải nói cho tôi biết. Ừ, Lâm Sương Nguyệt đồng ý, còn trong lòng thì lại có một suy nghĩ khác. Cô ngồi xuống sofa hứng thú xem sách. Tiêu Thế Tu cũng không có ý định trở về phòng của mình. Anh châm một điếu thuốc đưa lên môi hút. Làn khói nhẹ nhàng phả ra từ phía xung quanh. Lâm Sương Nguyệt cũng không hề chú ý tới. Mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào cuốn sách này. Không biết là tại sao Tiêu Thế Tu lại có cuốn sách này, nhưng trong cuốn sách này ghi chú đầy đủ về những phương thuốc đã bị thất truyền mà không phải ai cũng biết. Có thể nói đây là một cuốn sách rất quý giá, rất có ích đối với cô. Tiêu Thế Tu ngắm dáng vẻ cô đọc sách cũng không tệ. Một khi mà Lâm Sương Nguyệt đã chuyên tâm vào một vấn đề nào đó thì sẽ đánh ở trên đầu cô cũng mặc kệ. Trước đây vì Dung Dung cấm không cho cô đọc sách nên cô toàn phải đọc lén, còn phải suốt ngày quần quật làm việc. Cuối cùng bị gả vào Tiêu gia này, khi đó cô đã rất hoảng sợ, đã từng muốn bỏ trốn. Nhưng khi nghĩ lại thì ở với Tiêu Thế Tu còn đỡ hơn là ở với Dung Dung. Mặc dù bình thường anh ta tính khí thất thường, vô cớ nổi giận, nhưng cũng có lúc rất dịu dàng, ra tay cứu giúp cô. Tiêu Thế Tu hút hết điếu thuốc trong tay rồi mà Lâm Sương Nguyệt vẫn chỉ chăm chú đọc sách, không hề để ý đến anh.
Bỗng nhiên trong lòng anh cảm thấy không cam tâm, suy nghĩ phút chốc biến thành hành động, nháy mắt giật lấy cuốn sách trong tay cô, lăn xuống ghế, sau đó bế bổng Lâm Sơ Nguyệt lên, đạp cửa đi về phòng mình. Tiêu Thế Tu, anh làm cái trò gì thế à? Lâm Sơ Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị anh ném xuống giường. Đi ngủ. Mặc kệ cô có phản kháng, anh nhanh nhẹn nằm lên giường ôm chặt lấy cô. Lâm Sơ Nguyệt thấy hơi thở của anh đang phả vào gáy mình, tức thì nhịp tim đập nhanh dần. Tôi muốn ngủ ở một phòng khác. Cô đẩy cánh tay anh đang đặt ở eo mình ra. Tiêu Thế Tu ngược lại ôm cô chặt cứng, thanh âm trầm trầm vang lên bên tai. Ngoan nào, tôi mệt lắm rồi. Lâm Sương Nguyệt cựa không được, tim đập như trống rồn. Cảm giác lúc này hai người bọn họ như đôi tình nhân, như cặp vợ chồng thực sự vậy. Cô cảm thấy không quen chút nào, muốn thoát khỏi anh, nhưng mỗi lần động đậy là Tiêu Thế Tu càng ôm chặt hơn, như thể khảm cả cơ thể cô vào trong ngực. Hơi thở của anh vang lên đều đều sau gáy cô nhột nhột. Lâm Sương Nguyệt nghĩ anh chỉ coi mình như một liều thuốc giúp anh ngủ ngon mà thôi. Giữa hai người thân mật như vậy, nhưng vốn dĩ chẳng có chút tình cảm nào cả. Từ nhỏ cho đến lớn, đây là vòng tay đầu tiên đem lại cho cô cảm giác ấm áp. Đáng tiếc anh và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Một mặt Lâm Sương Nguyệt muốn giữ khoảng cách với anh, mặt khác thì lại thầm rung động bởi những hành động mà anh đem tới. Mỗi một khoảnh khắc cô đều phải đấu tranh. Cô đã thầm tự nhủ, cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng mà thôi. Kết thúc hợp đồng thì cũng là lúc kết thúc mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Ánh trăng sáng bên ngoài tròn vành vạnh, vậy mà tại sao cuộc sống của cô không được tròn đầy như thế? Lâm Sương Nguyệt ước gì mình có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc, được sống bên gia đình. Cô chỉ cần như thế mà thôi, nhưng điều đó lại khó tới như vậy hay sao? Lâm Sương Nguyệt gãi khàng xoay đầu nhìn anh. Anh có ngũ quan tuấn tú đẹp đẽ, lông mày lưỡi mác, sống mũi cao, đôi môi mỏng từng hôn cô không biết bao nhiêu lần. Người ta thường ví đàn ông có đôi môi mỏng thường bạc tình, hơn nữa tại sao anh phải che giấu gương mặt này? Dựa vào gia thế và vẻ đẹp này anh có thể lấy được một người môn đăng hộ đối, tại sao lại phải lấy một người như cô? Càng suy nghĩ, bất chi bất giác cô đưa tay lên vô thức chạm vào làn môi của anh. Cô tưởng là anh đã ngủ say, nhưng bỗng nhiên cổ tay cô nắm chặt. Tiêu Thế Tu không mở mắt mà lên tiếng. Tôi đã cố gắng chịu đựng rồi. Là em đã thách thức tôi đấy nhá. Vừa dứt lời, đôi môi cô đã bị anh ngậm chặt. Tiêu Thế Thu xoay người đè cô xuống giường. Bên ngoài ánh trăng thẹn thùng nấp sau làn mây. Tiêu Bảo Bảo ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ sau mới tỉnh lại. Cậu cứ ngỡ rằng khi mở mắt thì sẽ được nhìn thấy mẹ, nào ngờ lại là khuôn mặt của Tiêu Nhất Minh. Tiêu Bảo Bảo đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện đây là phòng của mình chứ không phải là bệnh viện. Khóe mắt cậu bỗng nhiên rưng rưng, sau đó òa khóc. Tiêu Bảo Bảo, con còn khóc nữa hay sao? Con có biết là ba giận lắm hay không? Tiêu Nhất Minh cao giọng mắng. Con muốn mẹ cơ. Bình thường anh ta nổi giận là cậu đều sợ đến nỗi nín khóc, nhưng lần này thì Tiêu Bảo Bảo càng khóc to hơn. Ba mau tìm mẹ về cho con đi, con muốn gặp mẹ cơ. Thấy con trai khóc, anh ta là người đau hơn tất thầy. Nhưng sự thật là Lưu Hạ đã ra đi rồi. Tiêu Bảo Bảo có khóc đến mấy thì cô vẫn không trở về. Tiêu Bảo Bảo, con đừng khóc nữa. Bà đã nói rồi, mẹ không trở về được nữa. Anh ta vừa lên tiếng an ủi con trai mà trong lòng đau hơn dao cứa. Cậu vùng ra khỏi vòng tay của Tiêu Nhất Minh, quả quyết nói. Bà nói dối, hôm nay con đã gặp mẹ. Con nói gì cơ? Hôm nay con đã gặp mẹ ở bệnh viện, còn được mẹ bế nữa. Mẹ còn hứa sẽ về cùng với con mà. Sao mẹ lại thất hứa chứ? Tiêu Bảo Bảo khóc nức lên nhìn rất đáng thương. Tiêu Nhất Minh một lần nữa ôm con trai vào trong lòng. Anh ta đang bị chấn động bởi lời nói của cậu bé. Trẻ con thì không biết nói dối, nhưng người phụ nữ đó là ai? Tiêu Bảo Bảo, con kể lại đầu đuôi cho ba nghe có được không? Tiêu Nhất Minh vỗ về lưng con trai, dịu dàng nói. Cậu đem chuyện hôm nay gặp Lâm Sương Nguyệt cho anh ta nghe. Tiêu Nhất Minh còn bảo cậu miêu tả lại vẻ bề ngoài của cô xem như thế nào. Tiêu Bảo Bảo lập tức nói. Mẹ rất xinh đẹp, giống như là khi còn ở bên cạnh Bảo Bảo và ba ba. Nhưng mẹ lại nói mẹ không nhớ con, không phải là mẹ của con. Ba ba ơi, có phải là mẹ bỏ chúng ta, không cần con và ba ba nữa hay không? Đối diện với đôi mắt long lanh ánh lệ của con trai, Tiêu Nhất Minh chỉ đành đau xót lựa chọn nói dối.
Không phải đâu. Vậy tại sao mẹ không chịu về với Bảo Bảo? Mẹ đã hứa với Bảo Bảo rồi mà. Nước mắt của Tiêu Bảo Bảo lại rơi xuống. Cậu òa khóc trong lòng Tiêu Nhất Minh. Nghe cậu kể lại thì anh ta bỗng nhớ tới người con gái vô tình gặp sáng nay. Cô ấy cũng rất giống với Lưu Hạ. Phải chăng người mà Tiêu Bảo Bảo gặp cũng là cô? Bảo Bảo, con đừng khóc nữa. Để ba ba đi tìm mẹ cho con nhé. Thật không ạ? Thật chứ. Nhưng con phải hứa là không được khóc nữa. Vâng. Tiêu Bảo Bảo nín khóc ngay lập tức, hai mắt và đầu mũi đỏ cả lên. Tiêu Nhất Minh xót xa lau nước mắt cho con. Sau cái chết của Lưu Hạ, Tiêu Bảo Bảo là điều tốt đẹp quý giá cuối cùng mà anh ta trân quý nhất. Nếu thực sự cô gái đó giống với Lưu Hạ đến thế, anh ta sẽ tìm mọi cách để cô ở bên cạnh Tiêu Bảo Bảo. Cả một buổi tối bị dày vò nên gần sáng Lâm Sương Nguyệt mới chập chờn đi ngủ. Tiêu Thế Tu cũng thế. Lúc hai người còn đang ngủ say thì bên dưới ngôi biệt thự có một chiếc xe ô tô chậm rãi tiến vào. Ngô quản gia thấy có người tới bèn tất tả chạy ra đón. Không ngờ người đến lại là Lão Thái Thái. Lão Thái Thái. Ngô quản gia ngạc nhiên cúi đầu chào. Ngô quản gia. Thế Tu đâu? Thiếu gia vẫn còn ngủ ạ, ông ta đáp. Vậy sao? Lão Thái Thái đi một mạch lên lầu. Ngô quản gia chưa kịp ngăn cản thì bà đã hé cửa phòng của anh ra nhìn trộm. Nhìn từ phía sau, bà chỉ thấy được tấm lưng rộng của Tiêu Thế Tu. Khi đang định mở cửa đi hẳn vào thì Ngô quản gia kịp thời ngăn lại. Lão Thái Thái, thiếu gia cùng với thiếu phu nhân còn đang ngủ, không tiện cho lắm ạ. Nhắc tới Lâm Sương Nguyệt, Lão Thái Thái hào hứng hẳn lên. Thế Tu đang ngủ cùng với Sơn Nguyệt sao? Vâng. Vậy thì ta không làm phiền nữa. Lão Thái Thái mang theo tâm trạng vui vẻ đi xuống lầu. Ngô quản gia thở phào một cái, đi xuống cùng bà. Ông ta sai người dâng trà lên. Lão Thái Thái mỉm cười nhấp một ngụm trà cho thấm giọng, sau đó nói. Ngô quản gia, ông thấy Thế Tu đối xử với Sơn Nguyệt như thế nào? Dạ, rất tốt ạ. Lý do mà bà hỏi như vậy là vì bà thực sự rất thích Lâm Sơn Nguyệt. Bà cảm giác ở cô gái này có phẩm chất tốt. Nếu như tình cảm của Tiêu Thế Tu và cô tốt đẹp thì mau mau có cháu nội để cho bà bồng. Tương lai cả gia đình hạnh phúc hòa thuận. Bà chỉ có một mong ước nhỏ bé như vậy thôi. Nhất là khi cuộc hôn nhân của Tiêu Nhất Minh bị tan vỡ. Mọi hy vọng của bà giờ đây dành trọn cho Tiêu Thế Tu. Hy vọng anh và Lâm Sương Nguyệt sẽ hạnh phúc. Lão Thái Thái bình thản thường trà, còn Ngô quản gia thì nơm nớp đứng bên cạnh. Lúc này ở trên phòng ngủ, Tiêu Thế Tu đã tỉnh dậy. Nói chính xác hơn thì anh ngủ không sâu. Bắt đầu từ lúc nghe thấy âm thanh giữa Ngô quản gia và Lão Thái Thái thì anh đã tỉnh rồi. Tiêu Thế Tu khẽ nhấc tay của Lâm Sương Nguyệt ra khỏi eo mình. Tối hôm qua đổi từ anh ôm cô sang cô ôm chặt lấy anh, hai chân còn quặp chặt vào chân anh. May mà anh nhẫn nhịn được, nếu không chắc chắn lại đè cô xuống một lần nữa hung hăng trừng phạt. Lâm Sương Nguyệt vì quá mệt nên khi anh xuống giường vào nhà vệ sinh thì cô vẫn còn ôm gối ngủ say. Tiêu Thế Thu vệ sinh cá nhân xong xuôi thì lại hóa trang gương mặt của mình thành một kẻ xấu xí. Bấy giờ bên ngoài, cô khẽ cựa người, hai hàng lông mi dài như cánh bướm chớp nhẹ, mơ mơ màng màng mở mắt. Mất một phút thì ý thức của Lâm Sương Nguyệt mới khôi phục. Trong đầu tái hiện lại cảnh tượng tối hôm qua cô bị anh ăn sạch sẽ như thế nào. Ngó sang bên thì Tiêu Thế Tu đã không còn. Lâm Sương Nguyệt thở phào một tiếng rồi thầm mắng mình. May mà không phải đụng mặt anh, nếu không cô biết nói gì nữa đây. Cạch, tiếng mở cửa từ trong nhà tắm bỗng vọng ra. Lâm Sương Nguyệt cứng người, kéo phát chăn lên che kín đầu. Tiêu Thế Tu có liếc qua cô, khóe môi khẽ nhếch. Anh biết cô đã tỉnh nhưng cũng không vạch trần. Đi tới thu quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi và quần âu mặc vào. Lâm Sương Nguyệt nghe thấy tiếng sột soạt. Một lúc sau thanh âm trầm trầm từ anh vang lên. Bảo bối, dậy đi. Lão Thái Thái đang ở dưới nhà chờ chúng ta đấy.